Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 563. Ta tu luyện, Diệp thần nói ra. Lan Tâm Nhị nói, tốt, ta cùng ngươi, Ngô, trước đó ngươi cùng ta linh hồn giao hợp, thiên nhân trung hài, cảm giác như thế nào? Khục, Diệp thần lập tức bị một hơi sặc đến, không nghĩ tới Lan Tâm Nhị sẽ hỏi vấn đề này, làm sao? Lan Tâm Nhị ánh mắt y nguyên đơn thuần, giống như hoàn toàn không rõ loại sự tình này hàm nghĩa, nói ra, thiên tổ gọi ngươi điều tra đại ái thần manh mối, ngươi cùng ta tắm gội bể tình về sau, có thể từng nhìn trộm đến một điểm thiên cơ. Nếu như còn nếu như không có, chúng ta muốn hay không lại? Diệp thần vội nói, không cần, không cần, ân, ta ngẫm lại. Hắn trầm tư xuống tới, hồi tưởng lại cùng cả Lan Tâm Nhị đoàn tụ đủ loại kiều diễm hình ảnh, bấm ngón tay tính toán, dùng cái này ngược dòng tìm hiểu thiên cơ, từ nơi sâu xa, ngay tại vô tận thiên cơ trong sương mù, thấy được một cái thanh lệ nữ tử thân ảnh, lại là Thương Thiên Lạc Nguyệt. Thương Thiên Lạc Nguyệt. Diệp thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Thương Thiên Lạc Nguyệt thân ảnh. Lan Tâm Nhị nói, thế nào, Thương Thiên Lạc Nguyệt? Là đạo tông vị đại chủ kia làm thịt muội muội sao? Chẳng lẽ, nàng và đại ái thần ở giữa, tồn tại cái gì sâu xa? Diệp thần nhíu nhíu mày, nếm thử nhìn trộm càng nhiều thiên cơ, nhưng ngoại trừ Thương Thiên Lạc Nguyệt thân ảnh bên ngoài, hắn liền cái gì đều không thấy được, nói, cái gì sâu xa, ta cũng không biết, nhưng Thương Thiên Lạc Nguyệt, tất nhiên là một đầu trọng yếu manh mối. Có lẽ từ trên người nàng, có thể tìm tới đại ái thần hạ lạc cũng không nhất định. Lan Tâm Nhị lập tức hưng phấn, nói, vậy thì tốt quá, chúng ta nhanh nói cho thiên tổ đi. Diệp thần cười khổ một tiếng, nói, thiên tổ lệnh đã không còn nữa, chúng ta vô pháp cùng thiên tổ câu thông. Lan Tâm Nhị trừng mắt nhìn, nói, Ngô, vậy làm sao bây giờ? Diệp thần thở dài, đằng sau rồi nói sau, ta có biện pháp, bất quá muốn trước giải quyết nơi đây nhân quả. Thiên tổ nói qua, tại thất giới bên trong sáng tạo đạo nhai, có hắn lưu lại thánh vật, huyền vũ mảnh vỡ cũng ở bên kia, nếu như Diệp thần có thể tiếp xúc đến sáng tạo đạo nhai thánh vật, liền có cơ hội lần nữa cùng hắn lấy được câu thông. Bất quá bây giờ, không giải quyết đi Chu Thiên Đại Hội sự tình, Diệp thần rõ ràng vô pháp rời đi. Lan Tâm Nhị nói, được a, Chu Thiên Đại Hội, ta sẽ giúp ngươi, luân hồi chi chủ. Diệp thần nói, đa tạ, ta đây trước hết tu luyện. Ngay sau đó, Diệp thần móc ra pháp tắc thần thạch, đem pháp tắc thần thạch hợp trong tay, ngưng thần cảm ngộ dâng lên. Này pháp tắc thần thạch, chính là Nam Châu Thiên Thánh Vật, cũng là toàn bộ Nam Châu Thiên Thế Giới, giá trị cao nhất tồn tại, bên trong ẩn chứa Thiên Cơ Lão Nhân, Hắc Hoàng Đế, Đại Hiền Giả ba vị trụ thần vĩ đại pháp tắc, còn có thiên tổ còn sót lại ý chí, còn có thế giới bên ngoài pháp tắc bản nguyên các loại. Tuy nói này chút pháp tắc, đều là tàn toái tồn tại, cũng không là hoàn chỉnh. Nhưng đối không không thời không người mà nói, nếu như có thể lĩnh ngộ này chút tàn toái pháp tắc, cũng đầy đủ độc bộ chư thiên. Diệp thần thần biết thả ra ngoài, toàn bộ thẩm thấu vào pháp tắc thần trong đá, lập tức liền thấy đầu ông tác hưởng, tại thức hải bên trong nhìn thấy ba đạo vĩ đại thân ảnh, đó chính là Thiên Cơ Lão Nhân, Hắc Hoàng Đế cùng Đại Hiền Giả Đồ Đằng. Này ba đạo Đồ Đằng, là từ vô số phù văn cùng đường cong cấu thành, những phù văn này cùng đường cong, liền là trụ thần pháp tắc. Ẩn chứa bản nguyên quy luật, ảo diệu vô tận, vô cùng phức tạp. Tại Nam Châu Thiên bên trong, Thiên Tổ Các, Đấu Chiến Phủ, Sát Thiên Điện tam đại thế lực người, lĩnh hội pháp tắc thần thạch bên trong diệu pháp, không biết tìm hiểu bao nhiêu năm, đều không có thể ngộ ra, liền biết này pháp tắc thần thạch, bên trong ẩn chứa pháp tắc cùng quy luật, đến cỡ nào cuồn cuộn tinh thâm. Vô cùng vô tận pháp tắc, chiếu rọi vào Diệp Thần trong đầu, cho dù là dùng Diệp Thần thiên phú cường đại, cũng bị kích thích đến đầu nhói nhói. Thần thạch bên trong ẩn chứa pháp tắc, có chút là thế giới bên ngoài đặc thù pháp tắc, cùng không không thời không thiên đạo pháp tắc, là hoàn toàn xung đột. Tỷ như không không thời không thiên đạo pháp tắc, một cộng một liền là tương đương hai, mặc kệ ở nơi nào, đều không có biến, nhưng thế giới bên ngoài pháp tắc, lại không phải như vậy, một cộng một có thể đợi tại vô tận, người tu vi có khả năng tùy ý sửa đổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Này loại pháp tắc, cùng thiên đạo là hoàn toàn xung đột. Tại thiên đạo phạm vi bao phủ dưới, này chút pháp tắc hoàn toàn không cách nào sử dụng, bằng không pháp tắc xung đột, thiên đạo muốn trực tiếp sụp đổ. Nghĩ sử dụng này chút pháp tắc, trừ phi trước ngăn chặn thiên đạo lực lượng, nhưng đây đối với Diệp Thần tới nói, rõ ràng là chuyện không thể nào. Cho nên, Diệp Thần đầu hết sức tỉnh táo, một chút cùng thiên đạo xung đột pháp tắc, hắn trực tiếp liền bỏ qua, cũng không đi tìm hiểu,
bởi vì coi như lĩnh ngộ cũng không hiệu quả gì, chỉ cần còn tại thiên đạo hệ thống bên trong, một cộng một liền là tương đương hai, sẽ không trở tại mặt khác. Ta luân hồi sách, pháp tắc cũng cùng thiên đạo xung đột, không biết cuối cùng có thể hay không hoàn chỉnh chế tạo ra tới. Diệp Thần âm thầm nói thầm một thoáng, hắn nghĩ tới chính mình luân hồi sách, có được đủ loại sửa đổi tuyến thời gian nghịch thiên năng lực, nếu quả thật có thể hoàn chỉnh tạo ra lời, đủ để sửa đổi thế giới tầng dưới chót tham số, nhưng một cộng một không phải là hai, mà là tương đương vô tận, dạng này hắn liền có được vô tận tài nguyên, có thể nhường tu vi trong nháy mắt tăng lên tới không thể tưởng tượng thế giới. Đương nhiên, muốn rèn đúc ra hoàn chỉnh luân hồi sách, cái kia chỉ sợ hao hết toàn bộ không không thời không tài nguyên, đều không thể làm đến. Diệp Thần lắc đầu, không tiếp tục nghĩ quá nhiều, nhảy qua cùng thiên đạo xung đột pháp tắc về sau, bày ở trước mặt hắn, liền là thiên cơ lão nhân, hắc hoàng đế, đại hiền giả tam đại trụ thần pháp tắc. Thiên cơ lão nhân pháp tắc truyền thừa, thiên công tạo hóa lục, ta đã có được, mà lại đối cơ giới chi đạo lĩnh ngộ, cũng đến bình cảnh, trong thời gian ngắn không có khả năng lại đột phá. Đến mức hắc hoàng đế, hắn hắc huyên thôn thiên pháp, thôn phệ thế gian tội ác ô uế, quá mức thương thân, tinh diên liền là vết xe đổ. Vẫn là đi lĩnh ngộ đại hiền giả pháp tắc, tương đối thỏa đáng. Diệp Thần trong lòng lóe lên đủ loại suy nghĩ, cuối cùng liền đem tầm mắt khóa chặt tại đại hiền giả pháp tắc phía trên. Đại hiền giả là văn minh tiên phong, thế gian hết thảy văn minh đầu nguồn, liền cửu thương cổ hoàng, đều có thể nói là đại hiền giả đệ tử. Kinh thiên vĩ địa nói văn, chiếu đến bốn phương nói sáng, liên quan tới văn minh áo nghĩa, Diệp Thần trước đây tại đạo thiên đế thủ hạ, cũng là lĩnh ngộ qua không thiếu. Hắn tiểu đạo thiên kiếm bên trong, liền đúc nóng một thanh văn minh chi kiếm. Diệp Thần có thâm hậu văn minh pháp tắc nội tình, lại đi lĩnh ngộ đại hiền giả diệu pháp, vậy dĩ nhiên là làm ít công to. Mà lại, hắn đến thiên tổ một điểm tuệ quang chúc phúc, đầu não thiên phú so với dĩ vãng, càng là nhạy bén linh hoạt, giờ phút này đi lĩnh hội đại hiền giả pháp tắc truyền thừa, hắn liền thấy nước chảy mây trôi, nước chảy thành sông, phi thường thông thuận, đủ loại diệu pháp hiểu rõ tại tâm. Ba ngày sau, Chu Thiên Đại Hội muốn bắt đầu. Ông, một chùm thuần trắng hào quang, theo Diệp Thần trên đỉnh đầu dâng lên mà ra, bay thẳng thiêu vũ, theo cái kia bạch quang bên trong tản mát ra vô biên ngâm sướng cùng bài hát ca tụng, vĩ đại pháp tắc trật tự bao phủ bốn phía, khiến cho người động dung. Này bạch quang, không phải thiên tổ thiên quang kiếm nói, mà là đại hiền giả văn minh chi quang. Đi qua ba ngày tiềm tu, Diệp Thần đối đại hiền giả văn minh pháp tắc, đã có bước đầu lĩnh ngộ. Phía sau của hắn, vô tận thuần trắng phù văn lấp lánh, hội tụ thành một quyển thiên thư, đó chính là đại hiền giả pháp tắc truyền thừa hội tụ biểu tượng, văn minh thiên thư. Văn minh thiên thư, lại gọi chiếu đến sợi ngang sợi dọc đại thiên thư, này cuốn trời sách ngưng tụ ra, đại biểu cho Diệp Thần đối văn minh pháp tắc lĩnh ngộ, cũng là đăng đường nhập thất. Ông, tu vi cảnh giới của hắn, tại thời khắc này trực tiếp tăng lên, liền bước vào thiên nguyên cảnh 9 tầng trời sơ giai mức độ. Không tệ, không tệ. Đại hiền giả pháp tắc truyền thừa, cũng là một phần không sai tạo hóa cơ duyên, trực tiếp liền để ta tu vi tăng lên. Diệp Thần cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn rất nhiều thực lực, cũng không nhịn được mừng tít mắt. Luân hồi chi chủ, chúc mừng đột phá á. Ba ngày này, Lan Tâm Nhị một mực làm bạn tại Diệp Thần bên người, nhìn thấy hắn đột phá, liền cười nhạt lấy chúc mừng nói. Nên xuất phát, chắc hẳn đấu chiến phủ người bên kia, cũng đã đang đợi lấy chúng ta. Diệp Thần tầm mắt nhìn ra xa hướng phương xa, đó chính là đấu chiến phủ phương hướng. Ba ngày này, Diệp Thần cũng nếm thử ủy thác thiên tổ các người, đi cùng đấu chiến phủ đàm phán, hy vọng bọn họ có thể phóng thích tiểu mạt lị. Nhưng, đấu chiến thần linh hồn đã tô tỉnh, hắn lại làm sao có thể thả đi tiểu mạt lị cái này vật chứa. Đàm phán tự nhiên là không có kết quả gì, đấu chiến thần rất bá đạo, mặc dù biết thiên tổ từng buông xuống, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Rõ ràng cho rằng thiên tổ sẽ không nhúng tay Chu Thiên Đại Hội. Đấu chiến thần khăng khăng muốn cử hành Chu Thiên Đại Hội, không thể không nói, lá gan thật sự là lớn đến bao thiên, dù sao hiện tại thiên tổ các cùng sát thiên điện, đã liên hợp lại, thiên nam tu cũng hoàn toàn nghe theo Diệp Thần hiệu lệnh. Đấu chiến thần muốn dùng sức một mình, đối kháng thiên tổ các cùng sát thiên điện hai thế lực lớn, này phần dũng khí, đích thật là cuồng ngạo bá đạo. Diệp Thần cũng là không có chuyện gì để nói. Nếu đàm phán không thành, vậy liền động thủ đi. Diệp Thần cong ngón búng ra, thuần trắng hào quang tại đầu ngón tay hội tụ thành tiễn, hưu một thoáng bắn hướng lên bầu trời, sau đó mãnh liệt nổ tung, thiên tổ các mọi người thấy tín hiệu, liền dồn dập gào thét tới. Sát thiên điện bên này cường giả,
cũng đã sớm đi vào thiên tổ các bên trong, trở về sau mệnh lệnh, vừa nhìn thấy Diệp Thần phát ra tín hiệu, cũng là dồn dập hóa thành lưu quang, bay vụt đến Diệp Thần bên người. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần bên người lít nha lít nhít, hội tụ mấy vạn người, đều là thiên tổ các cùng sát thiên điện bên trong hảo thủ. Diệp Thần cùng Lan Tâm Nhị đứng chung một chỗ, vậy thì thật là như một đôi bích nhân. Mẫu thân, Lăng Thanh Trúc đi tới, kéo lại mẫu thân cánh tay. Lan Tâm Nhị ừ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Ảnh thấy thê nữ đều đứng tại Diệp Thần bên người, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, bất quá dưới mắt đại chiến buông xuống, hắn cũng không nói gì. Luân hồi chi chủ, muốn lên đường sao? Thiên Nam Tu gánh vác lấy trọng kiếm, hạ xuống Diệp Thần bên người, thân hình cường tráng hắn, tựa như một tòa núi cao hùng vĩ, mắt trong mang theo quyết tử chi ý. Cũng là lúc này rồi, nếu đàm phán không thành, vậy cũng chỉ có so tài xem hư thực. Diệp Thần từ tốn nói. Thiên Nam Tu ha ha cười nói, tốt, năm đó ta thua ở đấu chiến thần thủ hạ, hôm nay ta nhất định phải báo thù. Sát thiên điện đệ tử nghe lệnh, hôm nay chính là liều mạng ngọc thạch câu phần, thịt nát xương tan, cũng muốn chấn áp đấu chiến thần. Sát thiên điện mọi người cùng kêu lên đáp, đang lúc như thế. Thiên Nam Tu ngửa mặt lên trời cười to, hiện tại liền dẫn đầu mang theo sát thiên điện các đệ tử, phóng lên tận trời, hướng về đấu chiến phủ phương hướng bay đi. Tuy nói đấu chiến phủ chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhưng Diệp Thần bên này trận doanh, thiên tổ các cùng sát thiên điện hai thế lực lớn liên hợp, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Diệp Thần cũng không do dự nữa, liền lập tức mang theo thiên tổ các rất nhiều cường giả, bay lên trời, cũng chạy tới đấu chiến phủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên tổ các bên này, liền chấn sơn thủ hộ khôi lỗi cũng vận dụng, có chừng mười mấy con cao ngàn trượng sắt thép khôi lỗi, còn có chút che khuất bầu trời cơ giới bạch tuộc cùng quái thú, từng chiếc cơ giới thuyền lớn, bay ngang qua bầu trời, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Vì đối kháng đấu chiến phủ, lần này thiên tổ các là liền áp đáy hòm đồ vật, đều toàn bộ móc ra. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, thẳng bức đấu chiến phủ. Trên nửa đường, Diệp Thần tinh thần câu thông thiên nếu có tình cầu, liền thấy thiên nếu có tình cầu trong thế giới, chú tinh long thần đang chiếu cố tinh diên. Tinh diên đã tỉnh, thương ngụm máu tươi cũng đã ngừng lại, hoặc là nói đúng ra, nàng toàn thân máu tươi đã chảy khô, làn da như tử thi u ám cùng khô héo, bờ môi thanh bạch, ngày xưa tú khuôn mặt đẹp bên trên, bảo bọc một tầng thi ban, 10 điểm khủng bố. Nàng đang co do thân thể, hai tay ôm đầu gối mình che, núp ở bể tình một bên dưới một cây đại thụ. Cô độc mà bất lực, đúc tinh long thần liền ở bên cạnh thủ hộ lấy nàng, hai người đều không nói chuyện. Cảm thấy được Diệp Thần phóng xuống tới tinh thần, tinh diên thân thể run lên, mở to hai mắt, lớn tiếng nói, vì cái gì còn không giết ta? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta không giết ngươi, ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Tinh diên thân thể run lên, chiếu rõ bể tình bên trong cái bóng của mình, cái kia tử thi bộ dáng, để cho nàng 10 điểm thần thương, nàng mong muốn rơi lệ. Nhưng nàng trống rỗng khô héo thân thể, liền nước mắt đều chen không ra ngoài, nói, vì cái gì ta còn không chết? Ta đã là một bộ khô thi, vì cái gì còn chưa chết? Nàng có thể cảm giác được, chính mình mạch sống, tuyến thời gian, đã toàn bộ ma diệt đứt gãy, theo lý mà nói, nàng là chết đến mức không thể chết thêm, nàng bây giờ cũng đích thật là một cỗ thi thể, nhưng hết lần này tới lần khác cho dù là thi thể hình dáng, nàng còn có ý thức. Còn có thể cảm nhận được thống khổ, còn có thể cảm nhận được đầu vai vết thương truyền đến tê liệt cùng đau đớn. Diệp Thần nói, thiên tổ giá bày ra một đầu nhân quả luật, một tháng thời gian bên trong, ngươi sẽ không chết. Tinh diên thân thể run rẩy, đôi mắt tràn ngập bất đắc dĩ, nói, cái kia một tháng sau. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói ra, một tháng sau, vậy ngươi khả năng liền phải chết đi, bất quá ngươi yên tâm, tại ngươi trước khi chết, ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Nhìn một chút cha mẹ của ngươi. Tinh diên thân thể run run đến lợi hại hơn, nàng không sợ chết, sợ chính là chờ chết, nàng khẽ cắn môi, bực tức nói, luân hồi chi chủ, ta hận ngươi. Diệp Thần lắc đầu, không có xen vào nữa nàng, hướng đúc tinh long thần đạo, tiền bối, ngươi trở về luân hồi mộ địa, cùng huyết long chuẩn bị một chút, chờ ta đi đến đấu chiến phủ, nhất định có một trận chiến, ta cần muốn các ngươi trợ lực. Đi qua nhiều ngày điều tức, huyết long khí tức cũng khôi phục. Lại thêm đúc tinh long thần, Diệp Thần lần này đi đấu chiến phủ, cũng là nhiều hơn mấy phần lực lượng. Tốt, mộ chủ. Đúc tinh long thần lên tiếng, liền từ thiên nếu có tình cầu thế giới, di chuyển trở lại luân hồi mộ địa bên trong, cùng huyết long liên hợp.
Huyết Long khí tức đã khôi phục, nói với Diệp Thần, chủ nhân, ta thực lực, tương đương với đỉnh cấp thiên đế, có thể giúp ngươi đối phó Hùng Phách Thiên, nhưng mong muốn đối kháng đấu chiến thần, sợ là lực có thua, trừ phi ta có thể chứng đạo siêu thiên. Đấu chiến thần dù sao cũng là xa cổ đại thần, thực lực của hắn, không phải bình thường thiên đế có thể so sánh, mong muốn chấn áp hắn, ít nhất phải có siêu phẩm thiên đế thực lực. Huyết Long còn không làm được đến mức này. Diệp Thần nói, không sao, có thể đối phó Hùng Phách Thiên là đủ rồi, đến mức đấu chiến thần, tập hợp thiên tổ các cùng sát thiên điện tất cả mọi người lực lượng, chưa hẳn không thể chấn áp. Người cùng đúc tinh long trước thần bối phận, liền chuẩn bị chiến đấu đi. Phân phó thỏa đáng, Diệp Thần tinh thần bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa ra tới, cùng thiên tổ các, sát thiên điện bên trong người, tiếp tục bay hướng đấu chiến phủ, rất nhanh liền đi vào đấu chiến phủ bên trong. Đấu chiến phủ xây dựng ở trong quần sơn, Diệp Thần nhìn xuống, liền thấy dãy núi trung ương bị san thành bình nguyên, bên trên bình nguyên tu kiến có một cái to lớn tế đàn bên trên buộc chặt lấy một cái tiểu nữ hài, chính là nhỏ Mạt Lị. Nhỏ Mạt Lị toàn thân đều bị xích sắt buộc chặt, ở vào nửa hôn mê nửa tỉnh trạng thái, khí tức hết sức yếu ớt, từng sợi sát khí theo trong cơ thể nàng bay ra, từ từ bay lên không, ở trên không trung ngưng tụ thành một đạo khủng bố như đồ đằng vĩ đại thân ảnh, đó chính là đấu chiến thần linh hồn thân ảnh. Tế đàn bốn phía khảm nạm lấy đại lượng linh thạch, tế đàn bên trên lại chất đống lấy đại lượng thiên tài địa bảo, những linh thạch này cùng thiên tài địa bảo, liên tục không ngừng cung cấp linh khí năng lượng, duy trì lấy đấu chiến thần linh hồn tồn tại. Đấu chiến thần linh hồn, quá cường đại, hắn tồn tại, bản thân liền cần tiêu hao đại lượng linh khí cùng tài nguyên, hắn linh hồn thân ảnh, tại trong hư không ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm mắt, phảng phất không hỏi thế sự. Tại tế đàn bốn phía, thì là đấu chiến phủ các cường giả, lít nha lít nhít. Phô thiên cái địa, tất cả mọi người phó vũ trang, mặc áo giáp, cầm binh khí, đằng đằng sát khí, khí thế hùng tráng. Lá thần ca ca, nửa hôn mê bên trong nhỏ Mạt Lị, cảm thấy được Diệp Thần đến, chật vật mở mắt, nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Đấu chiến phủ chủ sư tâm lão tổ, còn có hùng bá gia tộc gia chủ Hùng Phách Thiên, hai người treo lơ lửng ở giữa không trung, liền thủ hộ tại đấu chiến thần linh hồn tả hữu, thấy Diệp Thần đoàn người tới, hai người nhìn nhau. Liền là mang theo 10 cái trưởng lão cấp bậc cường giả, bắn ra, đi vào đấu chiến phủ sơn môn bên trên. Hùng Phách Thiên mi tâm khảm nạm lấy tinh chi thạch, toàn thân tinh quang sáng chói, thiên đế khí sục sôi, nhìn thấy Diệp Thần đoàn người trùng trùng điệp điệp bộ dáng, hắn vuốt râu cười một tiếng, nói ra. Ha ha, luân hồi chi chủ, các ngươi phô trương không nhỏ a. Hôm nay ta đấu chiến phủ, mời các ngươi tới, là tới xem lễ, đấu chiến thần lão tổ vô ý cùng ngươi tranh đấu. Ngươi cũng không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp Thần tiến lên trước một bước, nói, đã vô ý tranh đấu, vậy liền mau thả Mạt Lị. Hùng Phách Thiên cười hắc hắc, nói, chờ chu diệt trong cơ thể nàng thiên đạo nữ thần linh hồn, chúng ta tự nhiên sẽ thả người. Thiên Nam tu ra nhóm, nhưng không có xem Hùng Phách Thiên, tầm mắt chỉ nhìn thẳng đấu chiến thần, quát, đấu chiến thần, ngươi như diệt giết thiên đạo nữ thần, đó chính là thí thiên. Thiên đạo nữ thần vừa chết, thiên đạo sụp đổ. Mạt pháp buông xuống, như thế sai lầm, người gánh xứng đáng. Hùng Phách Thiên cười to nói, thí thiên liền thí thiên, có đấu chiến thần lão tổ ở đây, chúng ta lại có sợ gì? Thiên Nam tu chấn nộ, nói, dõng dạc, hắn trực tiếp rút ra sau lưng trọng kiếm, khí thế thôn sơn sông, nhất kiếm gào thét cuồng bổ, liền hướng Hùng Phách Thiên phách chạm mà đi. Hùng Phách Thiên nụ cười trên mặt, lập tức ngưng kết xuống tới, chỉ cảm thấy Thiên Nam tu một kiếm này. Đơn giản hung mãnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là hắn cái này đỉnh cấp thiên đế, đều không nắm bắt vô thương tiếp xuống. Một mực nhắm mắt lại đấu chiến thần, tại Thiên Nam tu ra kiếm về sau, ánh mắt hắn cũng đi theo mở ra, thản nhiên nói, Thiên Nam tu, hà tất cùng ta vợ con bối so đo. Đang khi nói chuyện, đấu chiến thần ra tay, một trưởng vỗ ra, cử trọng nhược khinh, trưởng phong quét ngang, liền đem Thiên Nam tu trọng kiếm đẩy ra. Thiên Nam tu lui lại hai bước. Ha ha cười nhạt một chút, nói, này lão tạp mao cũng không phải cái gì tiểu bối, đỉnh cấp thiên đế, coi như phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Đấu chiến thần yên lặng một thoáng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, người hôm nay, là quyết ý muốn đối địch với ta. Diệp Thần nói, đấu chiến thần, người nếu chịu thả Mạt Lị, có lẽ chúng ta còn có thể làm cái bằng hữu. Đấu chiến thần nhãn bên trong lướt qua một tia che lấp. Nhìn một chút tế đàn bên trên nhỏ Mạt Lị, nói, tiểu nha đầu này thân thể, vốn là thuộc về ta, nàng là ta vật chứa.
Lại Yên Vũ Điệp khinh người quá đáng, năm đó hủy nhục thể của ta, còn chưa đủ đủ, còn muốn chiếm lấy linh hồn của ta. Hắn nói tới Yên Vũ Điệp, chính là thiên đạo nữ thần, Điệp Mộng Tinh Quân tên thật. Đấu chiến thần trong mắt, đã tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Diệp Thần, luân hồi chi chủ, người hôm nay, là muốn đứng tại Yên Vũ Điệp bên này, cùng nàng cùng một chỗ đối kháng ta rồi. Diệp Thần trầm giọng nói, đấu chiến thần, người cùng thiên đạo nữ thần ở giữa ân oán, ta vô pháp quyết đoán, nhưng ta không thể nhìn mặt lị chết ở trước mặt ta. Đấu chiến thần đạo, nàng sẽ không chết, chết chẳng qua là Yên Vũ Điệp linh hồn. Diệp Thần lắc đầu nói, vậy cũng không được. Đấu chiến thần lập tức khí nộ xông phát, sau đó giận dữ cười to, ha ha, ha ha. Rất tốt, luân hồi chi chủ, người cũng là trọng tình trọng nghĩa. Hắn toàn thân chiến khí sôi trào, liền muốn hướng Diệp Thần động thủ, nhưng dừng một chút, vẫn là khắc chế, nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, luân hồi chi chủ, ngươi nếu có thể tại hai nén nhang thời gian bên trong, giết chết Hùng Phách Thiên, ta liền thả Yên Vũ Điệp, nếu không, vậy hôm nay không ngừng muốn giết Yên Vũ Điệp, ta còn muốn giết ngươi. Lời nói này hạ xuống, Hùng Phách Thiên nghe được, lập tức sững sờ, nói, lão tổ tông, cái này. Đấu chiến thần khoát khoát tay, tầm mắt chỉ thấy Diệp Thần, nói, như thế nào. Hắn cũng không lập tức động thủ, là kiêng kỵ Diệp Thần đủ loại át chủ bài thủ đoạn, cho nên muốn nhường Hùng Phách Thiên xuất chiến, trước thăm dò Diệp Thần nội tình, cũng có thể khiến cho hắn sớm chuẩn bị. Thiên Nam tu đạo, luân hồi chi chủ, tuyệt đối không thể. Chớ cùng hắn đơn đả độc đấu, chúng ta nhiều người, cùng tiến lên, liệu nghĩ bọn hắn cũng ngăn cản không nổi. Diệp Thần tầm mắt khẽ động, nói, đấu chiến thần, chỉ cần ta có thể tại hai nén nhang thời gian bên trong. Giết chết này lão tạp mao, ngươi liền thả người. Đấu chiến thần gật đầu nói, đúng vậy. Hùng Phách Thiên khủng hoảng, nói, lão tổ tông, không được a ta. Đấu chiến thần nhãn thần nhất lạnh, nói, chẳng lẽ ngươi đường đường đỉnh cấp thiên đế, đối mặt một cái thiên nguyên cảnh, đều không dám ứng chiến. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể tại hai nén nhang thời gian bên trong giết chết ngươi. Hùng Phách Thiên lập tức nghẹn lời, nếu như là bình thường thiên nguyên cảnh tồn tại. Hắn một ý niệm là có thể đem diệt sát ngàn vạn lần, nhưng đứng ở trước mặt hắn, có thể là Diệp Thần a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, coi như Diệp Thần lợi hại hơn nữa, nghĩ tại hai nén nhang thời gian bên trong diệt sát hắn, cái kia cơ hồ cũng là chuyện không thể nào. Lão Tổ Tông, chỉ cần ta chống nổi hai nén nhang thời gian, là có thể a. Hùng Phách Thiên thanh âm có chút khiếp nhược nói. Đấu chiến thần khẽ gật đầu nói, đúng thế. Một màn này, thực sự quá kinh người. Một cái đỉnh cấp thiên đế, thế mà e ngại một cái thiên nguyên cảnh tồn tại, thậm chí sợ hãi sẽ bị giết chết, cái này thật sự là chuyện bất khả tư nghị. Bất quá, lại chuyện bất khả tư nghị, đặt ở Diệp Thần trên thân, đó cũng là hợp lý. Luân hồi chi chủ sức chiến đấu, xưa nay không có thể theo lẽ thường mà nói. Đấu chiến thần đạo, luân hồi chi chủ, ngươi xem coi thế nào, có nguyện tiếp nhận khiêu chiến. Các ngươi đơn đả độc đấu, cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Miễn cho máu chảy thành sông. Thiên tổ các cùng sát thiên điện bên này người, nghe được đấu chiến thần, đều là xì xào bàn tán. Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, cũng là không do dự quá nhiều, nói ra, có khả năng, vậy thì tới đi, đỉnh cấp thiên đế, ta cũng không phải chưa từng giết. Dứt lời, Diệp Thần bước ra một bước, ánh mắt cũng là trở nên lăng lệ, nương theo lấy một tiếng kinh thiên long hống, huyết long theo trong cơ thể hắn nổi lên, tại hắn trên thân thể không ngừng xoay quanh, long uy nổ tung. Diệp Thần khí tức cả người, cùng huyết long kết hợp về sau, cũng là hung mãnh bão táp, mặc dù đối mặt Hùng Phách Thiên, cũng là không hề yếu. Hắn dám khiêu chiến Hùng Phách Thiên, tự nhiên là có được chính mình lực lượng. Đúc tinh long thần đã có thân thể, này loại luận võ quyết đấu, hắn không tiện giúp đỡ, nhưng có huyết long trợ lực, Diệp Thần vẫn là có lòng tin bắt lại Hùng Phách Thiên. Cảm nhận được Diệp Thần hung mãnh khí thế, thiên tổ các, sát thiên điện, đấu chiến phủ tam phương đám người. Dồn dập lui về sau đi, nhường ra một mảng lớn không gian. Hư không bên trong, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Hùng Phách Thiên đứng đối mặt nhau. Hùng Phách Thiên nhìn xem Diệp Thần nhân long hợp nhất bộ dáng, cũng là có chút điểm sợ hãi, nói, uy, luân hồi chi chủ, đã nói đơn đả độc đấu, ngươi triệu hoán một đầu long ra tới có ý tứ gì? Diệp Thần cười nói, huyết long liền là một bộ phận của thân thể ta. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần không nói nhảm. Trực tiếp huy quyền bạo sát mà ra, trực đánh phía Hùng Phách Thiên đầu. Ngao, huyết long gào thét, long thân xoay quanh tại Diệp Thần trên cánh tay,
Long đầu liền cùng Diệp thần nắm đấm hợp nhất, bá khí thao thiên, muốn một quyền đem Hùng Phách Thiên nổ đầu. Hùng Phách Thiên chấn sợ, trong lòng lại muốn, tiểu tử này không nói võ đức, đã nói đơn đả độc đấu, lại gọi Long trợ chiến, ta hơn phân nửa không phải địch thủ của hắn, nhưng muốn chống đỡ hai nén nhang thời gian, nghĩ đến cũng không tính quá khó khăn. Nghĩ như vậy, Hùng Phách Thiên liền có mạch suy nghĩ, chỉ cần kéo dài hai nén nhang thời gian, hắn liền coi như thắng. Mắt thấy Diệp thần Long quyền nổ tung mà tới, Hùng Phách Thiên cũng không dám nghênh kích, thân thể cấp tốc chấp động, né tránh Diệp thần một quyền. Diệp thần Long quyền lại lần nữa nổ tung, nhưng Hùng Phách Thiên chỉ biết né tránh, lại không cùng hắn tiếp chiến. Sẽ chỉ tránh sao, hiện. Diệp thần tầm mắt phát lạnh, biết mình chỉ có hai nén nhang thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem hết toàn lực, mới có thể đem Hùng Phách Thiên giết chết. Vũ trụ mệnh cách, không gian giam cầm, phong tỏa. Diệp thần huyết mạch bùng cháy, thôi động vũ trụ mệnh cách lực lượng, bộc phát ra mạnh mẽ không gian pháp tắc lực lượng, tại Hùng Phách Thiên chung quanh thân thể, liền đột ngột xuất hiện một cái như khối Rubik trong suốt lồng giam không gian, lập tức liền đem thân thể của hắn vây nhốt ở, hắn lập tức thành trong lồng dã thú. Không tốt! Hùng Phách Thiên con người co vào, lập tức đại chấn. Thiên đấu lớn đầu kiếm. Diệp thần quyết đoán cực nhanh, lập tức rút ra tiểu đạo thiên kiếm, kiếm ý trong nháy mắt ấp ủ đến đỉnh phong. Cuồng bạo hung ác bạo ngược sát phạt chi khí, theo thân kiếm bên trên bộc phát ra, cuối cùng hóa thành một đầu huyết sắc khủng bố kiếm mang, chém thẳng hướng lồng giam không gian bên trong Hùng Phách Thiên. Ngày này lớn chừng cái đấu đầu kiếm, chính là thiên đấu sát thần tuyệt kỹ, danh xưng thế gian đệ nhất kiếm, dùng Diệp thần trước mắt kiếm đạo tu vi, thi triển một kiếm này, cũng là trong nháy mắt bùng nổ, thanh thế kinh lôi, 10 điểm khủng bố. Thấy Diệp thần một kiếm này chạm ra, toàn trường phải sợ hãi. Thiên đấu lớn đồ kiếm cường hoành kiếm đạo sát khí, trực tiếp liền phô thiên cái địa, thân kiếm bên trên còn chiếm cứ huyết long thân ảnh, một kiếm này nếu là chém trúng Hùng Phách Thiên, người sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến cuồng nguyên thể, mở. Sống chết trước mắt, Hùng Phách Thiên hai quả đấm nắm chặt, quát to một tiếng, vô tận kim quang theo trong cơ thể hắn bùng nổ, như hãn hải trùng thiên, răng rắc một hồi nổ vang, thế mà trong nháy mắt sông phát nổ Diệp thần bày ra lồng giam không gian. Đôi mắt của hắn, lập lòe ánh vàng. Tóc của hắn, từng sợi tung bay, cũng là hóa thành như hoàng kim sáng chói màu sắc. Còn có cơ thể của hắn, cũng là từng cục nổ tung, trực tiếp no bạo quần áo, cả người trở nên vô cùng khôi ngô hùng tráng. Đây là chiến cuồng nguyên thể đại khí tượng. Chiến cuồng nguyên thể, là không không lúc nào không đỉnh cấp siêu phàm nguyên thể, này nguyên thể vừa mở ra, người liền thân hóa chiến cuồng, tựa như một tôn cuồng thần hung mãnh mạnh mẽ. Giờ phút này đối mặt Diệp thần chém giết, Hùng Phách Thiên không chút do dự, trực tiếp liền mở ra chiến cuồng nguyên thể, hóa thân cuồng thần, xông phá Diệp thần lồng giam không gian. Hắn mi tâm tinh chi thạch, liền không ngừng nở rộ tinh quang, vô tận tinh quang trong tay hắn cô đọng, hóa thành một cây tinh thần chi thương. Hô! Hùng Phách Thiên vung mạnh chuyển tinh thần chi thương, mãnh liệt quét qua, liền đem Diệp thần cuồng trảm mà đến thiên đấu lớn đổ kiếm kiếm mang, trực tiếp ép bạo chết. Luân hồi chi chủ. Có thể đem ta khiến tình trạng như thế, người cũng là vô địch a. Hùng Phách Thiên đôi mắt hung mang lộ ra, mặc dù ép phát nổ Diệp thần kiếm mang, nhưng hắn không có chút nào chủ quan cùng tốt sắc, bởi vì hắn biết, Diệp thần còn có thật nhiều cường hãn át chủ bài không có thi triển đi ra, thiên đấu lớn đổ kiếm chỉ có thể coi là làm nóng người. Thiên tổ các cùng sát thiên điện bên này mọi người, thấy Hùng Phách Thiên mở ra chiến cuồng nguyên thể, lập tức một mảnh giật mình. Này Hùng Phách Thiên dù sao cũng là đỉnh cấp thiên đế a. Nghĩ tại hai nén nhang thời gian bên trong giết chết hắn, làm sao có thể? Luân hồi chi chủ nếu là làm không được, vậy phải làm thế nào, chúng ta cứ đi như thế sao? Nói không chừng luân hồi chi chủ còn có thể bị giết ngược lại đâu. Mà cùng hỗn loạn rối loạn mọi người so sánh, thiên nam tu cùng lan tâm nhị, thì lộ ra 10 điểm trầm tĩnh, bọn hắn đối Diệp thần thực lực, đều có to lớn lòng tin. Đấu chiến thần tắc là giữ im lặng. Chỉ yên lặng ngồi xếp bằng ở trong hư không quan chiến. Hai nén nhang thời gian, tại thời khắc này, lộ ra đến vô cùng dài đằng đẵng. Hùng bá phong vân, thần võ thiên kích. Hùng Phách Thiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, trong tay tinh thần chi thương cuồng vung, quấy phong vân, sát phạt bừng bừng, sau đó một thương sâu giết, mãnh liệt đâm đâm về phía Diệp thần. Hắn biết một vị tránh né, sẽ chỉ làm chính mình khí thế suy yếu, căn bản không có khả năng tránh thoát Diệp thần công kích. Chỉ có liều mạng đánh nhau, mới có một chút hy vọng sống. Mở ra chiến cuồng nguyên thể Hùng Phách Thiên,
lại có tinh chi thạch trợ lực, một thương này thế như bôn lôi, hung mãnh cực điểm, hơn nữa còn mang theo đấu chiến phủ thiên thời địa lợi trợ lực, cái kia càng là không ai bì nổi. Diệp Thần tầm mắt nhất ngưng, biết muốn giết Hùng Phách Thiên, nhất định phải trên khí thế áp đảo hắn. Tinh không đạo thư, thiên đạo đại tinh không, cho ta trấn áp. Mắt thấy Hùng Phách Thiên một thương đâm tới, Diệp Thần phản ứng cấp tốc, lập tức liền tế ra một tờ tinh không đạo thư, cũng thi triển ra thiên đạo lớn tinh không thần thông. Ông, tinh không đạo thư thăng thiên, liền hóa thành óng ánh khắp nơi đại tinh không, trực tiếp thay thế đấu chiến trong phủ phương bầu trời, ban ngày chỉ một thoáng hóa thành đêm tối, trong đêm tối có vô tận sao trời lấp lánh, mỗi một viên tinh thần đều cùng Diệp Thần cộng minh lấy. Tại cái kia tinh không bên trong, lại hiển hóa ra một đạo khối Rubik hư ảnh, đó chính là thiên đạo khối Rubik cái bóng. Phanh phanh, phanh phanh, này thiên đạo khối Rubik hiển hóa ra ngoài, một màn kinh người liền xuất hiện, giữa thiên địa thế mà vang lên một hồi kịch liệt hung mãnh tiếng tim đập. Cỗ này tiếng tim đập, như thiên cổ lôi đình, Diệp Thần nghe được, cũng là thấy 10 điểm ngoài ý muốn, trước kia phóng thích thiên đạo đại tinh không, nhưng không có như vậy nhịp tim khí tượng. Này kịch liệt tiếng tim đập, đúng là cùng tiểu mạt lị tương hỗ tương ứng, Diệp Thần thiên đạo đại tinh không, cũng là trở nên phá lệ sáng chói. Vô tận tinh quang lấp lánh, cái kia thiên đạo khối Rubik hư ảnh, không ngừng cô đọng, trở nên giống như thực chất. Cảm thấy được một màn này, toàn hình trường người phải sợ hãi. Diệp Thần trong lòng minh ngộ, nghĩ đến là bởi vì có tiểu mạt lị tồn tại, cho nên hắn phóng thích ra thiên đạo đại tinh không, uy thế càng thêm cường đại. Thiên đạo khối Rubik rơi xuống cuồn cuộn chân quang, vô tận thiên đạo hào quang rủ xuống đến, tạo thành một cái thác nước, ngăn tại Hùng Phách Thiên trước mặt. Hùng Phách Thiên đang đỉnh thương cuồng đâm, một thương liền quán xuyên thiên đạo thần quang thác nước, cả người cũng theo thác nước bên trong xuyên qua. Nhưng hắn xuyên qua về sau, hắn toàn thân cuồng thần khí tức, các loại thiên đế hào quang, liền bị thiên đạo hào quang rửa đi, vọt thẳng soạt đi. Vừa mới vẫn là kim quang sục sôi, đầu đầy tóc vàng loạn vũ Hùng Phách Thiên, lập tức cơ bắp héo rút, biến trở về bình thường bộ dáng, chiến cuồng nguyên thể khí tức, trực tiếp bị thiên đạo khối Rubik hào quang xông tẩy sạch. Liền tinh chi thạch hào quang cũng bị tẩy đi, trong tay tinh thần chi thương diệt vong tiêu tán, cả người khí thế lập tức suy kiệt tới cực điểm. Liền đấu chiến phủ thiên thời địa lợi, cũng bị rửa đi. Cái này, không có khả năng. Hùng Phách Thiên hoảng hốt, chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, để không lên khí lực, hắn ngẩng đầu nhìn vùng trời thiên đạo khối Rubik hư ảnh, đôi mắt bên trong hiện ra sợ hãi thật sâu. Diệp Thần này thiên đạo đại tinh không, quá hung mãnh, thiên đạo áp chế lực. Quả thực là khủng bố, một thoáng liền đem Hùng Phách Thiên rất nhiều hào quang, rất nhiều khí tức, rất nhiều thủ hộ, toàn bộ cọ rửa áp chế xuống. Cường đại như vậy áp chế hiệu quả, liền Diệp Thần chính mình cũng thấy ngoài ý muốn, điều này hiển nhiên là bởi vì, có tiểu mạt lị tại phụ cận, cho nên hắn thiên đạo đại tinh không, uy lực trước nay chưa có hung mãnh. Tiếp theo sát, Diệp Thần cấp tốc lấy lại tinh thần, trong mắt cũng là lướt qua một vệt thần sắc mừng rỡ, nói. Hùng Phách Thiên, người phải chết. Tinh bạo khí lưu chém. Diệp Thần huy kiếm cuồng chảm mà ra, đầy trời sao trời rơi xuống, cuồn cuộn tinh quang toàn bộ hội tụ đến thân kiếm của hắn bên trong, hắn nhất kiếm cuồng chảm, liền là một đạo minh mông tinh thần kiếm khí, mang theo thao thiên sát phạt oai, chém thẳng hướng Hùng Phách Thiên thân thể. Thiên đế cửu đỉnh, cho ta ngăn trở. Sống chết trước mắt, Hùng Phách Thiên quát to một tiếng, toàn thân khí huyết sôi trào, huyết mang bắn ra, hóa thành 9 tòa đại đỉnh, quay tròn xoay tròn, làm thành một vòng, đem thân thể của hắn gắt gao bảo vệ được. Cong, Diệp Thần nhất kiếm chạm giết tới, chỉ cảm thấy cửu đỉnh khí tức hợp thành nhất tuyến, hắn như chém trên thế gian kiên cố nhất tường đồng vách sắt phía trên, cuối cùng chỉ miễn cưỡng chạm phá một tòa đỉnh, vẫn còn có 8 tòa. Một đỉnh phá toái, Hùng Phách Thiên phốc một thoáng, khóe miệng tiết ra máu tươi, bộ dáng có chút chật vật, rõ ràng nhận lấy không ít cắn trả, nhưng cuối cùng miễn cưỡng ổn định thân hình, ngăn trở Diệp Thần mũi kiếm. Luân hồi chi chủ, người thật sự vô địch, ta là đánh không lại ngươi, nhưng hai nén nhang thời gian, đã qua một nửa, người nghĩ tại thời gian kế tiếp giết ta, đó cũng là tuyệt đối không thể. Hùng Phách Thiên nhếch nhếch miệng, thôi động còn lại 8 tòa thần đỉnh hộ thân. Người tu luyện đến cửu đỉnh cảnh về sau, có thể rèn đúc cửu đỉnh, tấn công địch giết người, thủ hộ tự thân, mọi việc đều thuận lợi. Này cửu đỉnh, cho dù là đến thông thiên thần vương cảnh, thiên đế cảnh, đều là có thể xưng hạch tâm tồn tại. Hùng Phách Thiên phóng xuất ra thiên đế cửu đỉnh, xem như đem hạch tâm át chủ bài đều lộ ra, nếu như cửu đỉnh phá toái, hắn chắc chắn phải bỏ ra cực kỳ khốc liệt đại giới. Bất quá,
hắn này thiên đế cửu đỉnh, cực kỳ kiên cố, Diệp Thần trước mắt chỉ chạm phá một đỉnh, nghĩ tại còn lại thời gian một nén nhang bên trong phá mất tám đỉnh, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Diệp Thần sầm mặt lại, dừng lại hạ động tác, thân thể liền suy suy toát ra khói trắng, đó là thánh tuyển chi thủy bốc hơi sau khí tức. Nguyên lai vừa mới hắn thi triển thiên đấu lớn đồ kiếm, thiên đạo đại tinh không, tinh bạo khí lưu trảm chờ tuyệt chiêu, đều âm thầm điều động đại lượng thánh tuyển chi thủy, làm nhiên liệu, có thánh tuyển chi thủy trợ lực, cho nên cho tới bây giờ, hắn tự thân linh khí tiêu hao, cơ hồ có thể không cần tính, trạng thái tinh thần vẫn là vô cùng viên mãn. Nhưng, dù vậy, đối mặt hùng phách thiên còn lại tám đỉnh, Diệp Thần cũng là thấy vô cùng khó giải quyết. Thế nào, thúc thủ vô sách sao? Hùng phách thiên giữ tợn cười rộ lên, thật sự là hắn là đánh không lại Diệp Thần, nhưng liều mạng ngoan cố chống lại, muốn kéo dài thời gian, cũng không phải chuyện rất khó khăn. Đấu chiến thần nhãn con người híp lại, khẽ vuốt cằm, đối hùng phách thiên cử động lần này cũng là có chút hài lòng. Tuy nói bây giờ hùng phách thiên, vô cùng chật vật, nhưng cuối cùng chỉ cần có thể kiên trì đến hai nén nhang thời gian, vậy cái này chàng đánh cược, coi như là đấu chiến phủ bên này thắng. Diệp Thần biết trận chiến này then chốt, chỉ có thể thắng, không thể bại, nhưng hắn cũng biết, dùng man lực, không có khả năng tùy tiện đánh tan ngày đó đế cửu đỉnh. Trong lòng suy nghĩ một hồi, Diệp Thần có biện pháp, lớn tiếng nói, hùng phách thiên, thần phục với ta. Ta lệnh cho ngươi, lập tức đẩy trừ thiên đế cửu đỉnh. Ông một tiếng, từ trên người Diệp Thần, toát ra thao thiên thuần trắng hào quang, quán xuyên thương khung, cái kia thuần trắng hào quang bên trong, mang theo cuồn cuộn phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa văn minh đại trật tự, đúng là văn minh chi quang. Văn minh hào quang, có thể trấn áp hết thảy dã man cùng bạo ngược, giờ phút này, Diệp Thần liền trực tiếp thi triển văn minh chi quang, muốn áp chế hùng phách thiên đạo tâm. Hùng phách thiên tầm mắt chìm xuống, lập tức liền thấy, cái kia văn minh chi quang bao phủ tới, tựa như kinh đào hải lãng, thương hải đổ xuống, muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Phải chết tiểu tử, ngươi lại đạt được đại hiền giả truyền thừa. Bất quá, người văn minh chi quang, suốt mong muốn chấn áp ta, đó là tuyệt đối không thể. Hùng phách thiên gào thét, trên người hắn cũng bắn ra văn minh hào quang, cùng Diệp Thần hào quang đối kháng. Diệp Thần hừ một tiếng, toàn thân hào quang kịch liệt nở rộ, hóa ra văn minh thiên thư đại khí tượng, điên cuồng áp chế hùng phách thiên trên người hào quang. Hùng phách thiên khẽ cắn môi, chỉ cảm thấy áp lực núi to lớn, hắn lúc trước thôn vệ hoàng phủ hiên linh hồn, tuy được đến văn minh chi quang truyền thừa. Nhưng cùng Diệp Thần so sánh, lại là có lớn vô cùng chênh lệch. Diệp Thần lĩnh ngộ pháp tắc thần thạch bên trong đại hiền giả áo nghĩa, văn minh chi đạo tu vi, đã là đăng đường nhập thất, vượt qua ngày xưa Hoàng Phủ Hiên, tự nhiên cũng vượt qua Hùng Phách Thiên căn bản không thể chống đối. Lại tiếp tục như thế, ta đạo tâm muốn sụp đổ a, muốn triệt để bị tiểu tử này trấn áp. Hùng Phách Thiên kinh khủng, toàn thân run rẩy lên, hắn biết đại hiền giả bí pháp lợi hại. Đại hiền giả văn minh chi quang, có thể chấn áp hết thảy hung bạo, văn minh trật tự thả ra ngoài, lại dã man hung ác ma thần, đều muốn thần phục tại văn minh trật tự dưới, trở thành đại hiền giả tín đồ. Diệp Thần trên người văn minh chi quang, không ngừng nở rộ, không ngừng đánh thẳng vào hùng phách thiên, vừa mới chiến đấu đã để hùng phách thiên hao tổn rất nhiều, dùng hắn bây giờ trạng thái, căn bản không có khả năng ngăn trở Diệp Thần nghiền ép, không sớm thì muộn muốn bị văn minh trật tự đè sập. Hùng phách thiên. Không cần bối rối, ngươi chỉ cần lại chống đỡ một nén nhang bất bại, ngươi liền thắng. Đấu chiến thần nhìn thấy Hùng Phách Thiên kinh khủng chảy mồ hôi bộ dáng, liền từ tốn nói. Hùng Phách Thiên toàn thân giật mình, cảm thấy thầm nghĩ, đúng a, đạo tâm của ta, hơn phân nửa là ngăn không được tiểu tử này trùng kích, nhưng muốn chống đỡ thời gian một nén nhang, đó là dư xài. Nếu như một mực chiến đấu tiếp, Hùng Phách Thiên đoán chừng trong vòng một khắc đồng hồ. Hắn liền sẽ thần phục tại Diệp Thần văn minh chi quang trật tự dưới, nhưng nếu như chẳng qua là chống đỡ thời gian một nén nhang không sụp đổ, hắn tự liệu có thể làm được. Nghĩ như vậy, Hùng Phách Thiên lập tức bình tĩnh rất nhiều, hiện tại nhắm mắt yên lặng, cố thủ bản tâm, mặc cho Diệp Thần văn minh chi quang như thế nào trùng kích, hắn tự lù lù bất động, chỉ mong có thể kéo qua này thời gian một nén nhang. Thấy thế, Diệp Thần vẻ mặt lập tức chìm xuống, dùng trước mắt hắn văn minh chi quang tu vi. Tuy có khả năng đánh tan Hùng Phách Thiên, đem triệt để nghiền ép, nhưng này cần thời gian, ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, chỉ sợ khó mà làm đến. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Thời gian không đủ à? Huyết Long con người hơi co lại, cũng là cảm thấy khó giải quyết. Hùng Phách Thiên dù sao cũng là đỉnh cấp thiên đế,
hắn chỉ biết phòng thủ, nó cùng Diệp Thần rất khó công phá. Xem ra, chỉ có thể động dụng một điểm lá bài tẩy. Diệp Thần khẽ cắn môi, mắt thấy thế cục nan giải, hắn cũng không do dự quá nhiều, liền lập tức tế ra một chén nhỏ xưa cũ thanh đăng. Thấy Diệp Thần tế ra thanh đăng, đấu chiến thần linh hồn sợ động đậy, lập tức cảm thấy có chút bất ổn. Chỉ thấy cái kia thanh đăng, lượn lờ lấy từng sợi thiên đạo lôi đỉnh gợn sóng, phảng phất ẩn chứa diệt thế lôi kiếp tai họa, khí tượng có chút xâm nghiêm. Toàn trường người tầm mắt, cũng trong nháy mắt bị này ngọn đèn thanh đăng hấp dẫn. Nhắm mắt cố thủ lấy Hùng Phách Thiên, cũng không nhịn được mở mắt, làm thấy cái kia ngọn đèn thanh đăng, cái kia từng tia nhảy lên thiên kiếp lôi điện, hắn cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Này thanh đăng, chính là thần lôi thanh đăng, Diệp Thần còn có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Liên Nhiệm Phi Phàm đều có chỗ e ngại tồn tại, Diệp Thần một mực hết sức chân quý, nhưng bây giờ tình huống, hắn không có lựa chọn. Thần lôi thanh đăng, diệt thế lôi kiếp, buông xuống đi. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, toàn thân linh khí quán chú đến thần lôi thanh đăng bên trong, lại chút xuống đại lượng thánh tuyển chi thủy, chỉnh ngọn đèn thần lôi thanh đăng, lập tức ông một thanh âm vang lên, vô số thiên kiếp lôi điện, tựa như tránh phá lồng giam như dã thú vọt ra, soạt một tiếng bay thẳng thương khung, sau đó hóa thành cuồn cuộn lôi đỉnh thác nước, mang theo diệt thế chi uy, hung hăng hướng về Hùng Phách Thiên chém giết mà đi. Không tốt! Hùng Phách Thiên hoảng hốt, mắt thấy cuồn cuộn diệt thế lôi kiếp buông xuống, hắn đã vô pháp tránh né, chỉ có thể thôi động thiên đế cửu đỉnh, quay tròn xoay tròn, nở rộ vô tận thiên đế thần quang, cưỡng ép đối kháng chút xuống tới diệt thế lôi kiếp. Ầm ầm, diệt thế lôi kiếp buông xuống, hung hăng nổ tung tại thiên đế cửu đỉnh phía trên, chỉ thấy cái kia một tòa tọa thần đỉnh, tại to lớn lôi đỉnh thiên uy dưới, răng rắc nứt ra. Nhưng, này thiên đế cửu đỉnh, chính là Hùng Phách Thiên suốt đời tâm huyết rèn đúc mà thành, nhưng cũng không phải yếu ớt như vậy, mặc dù đối mặt diệt thế lôi kiếp, cũng có thể chống cự thời gian nhất định. Chịu đựng, Hùng Phách Thiên cắn chặt răng, hắn biết, nếu như kéo dài chiến đấu tiếp, chính mình thiên đế cửu đỉnh, chắc là phải bị Diệp Thần diệt thế lôi kiếp oanh bạo, nhưng nếu như chẳng qua là muốn chống đỡ thời gian một nén nhang, cũng không là chuyện không thể nào. Diệp Thần tầm mắt chìm xuống, liền thấy cuồn cuộn lôi kiếp chút xuống, Hùng Phách Thiên thiên đế cửu đỉnh, mặc dù không ngừng nứt ra, nhưng từ đầu đến cuối không có phá toái, hắn mong muốn triệt để nổ nát lời, thời gian một nén nhang hiển nhiên là không đủ. Nhưng, Diệp Thần cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện, tại cuồn cuộn thiên kiếp oanh kích dưới, Hùng Phách Thiên đạo tâm phòng ngự, cũng là xuất hiện buông lỏng. Hùng Phách Thiên, người còn muốn ngoan cố chống lại tới khi nào? Thần phục với ta. Diệp Thần đột nhiên quát to một tiếng, cho dù là tại cuồn cuộn kinh lôi bên trong, thanh âm hắn cũng vô cùng rõ ràng, truyền vào Hùng Phách Thiên trong lỗ tai. Theo Diệp Thần thanh âm truyền đưa tới, còn có vô biên minh mông văn minh chi quang. Hùng Phách Thiên thân thể khẽ run rẩy, đầu ông tác hưởng, bị văn minh chi quang bao phủ toàn thân, trong nháy mắt hết thảy ý chí chống cự, chiến đấu suy nghĩ, toàn bộ hỏng mất, hắn chỉ cảm thấy vô cùng dã rời, chỉ muốn quy y tại văn minh trật tự dưới, được yên nghỉ. Răng rắc. Tiếp theo sát, Hùng Phách Thiên đầu gối mềm nhũn, lại liền trực tiếp hướng về Diệp Thần quỳ xuống. Hắn gương mặt tái nhợt, tại văn minh chi quang áp chế dưới, rốt cục mất đi hết thảy đấu trí, đạo tâm triệt để hỏng mất, thiên đế cửu đỉnh mất đi hắn chống đỡ, thần quang lập tức toàn bộ ảm đạm đi, sau đó bị cuồn cuộn thiên kiếp lôi đỉnh đánh nát. Phốc, cửu đỉnh phá toái, Hùng Phách Thiên nhận cực kỳ nghiêm trọng cắn trả, tại chỗ liền thổ huyết khô tàn, thân thể từ trên không trung rơi xuống. Nhìn thấy Hùng Phách Thiên lạc bại, toàn trường đều là rung động. Luân hồi chi chủ, quả nhiên thủ đoạn cao cường a, ha ha ha. Thiên Nam Tu cười ha hả, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt vẻ mặt, không nghĩ tới Diệp Thần thật có thể hạ gục Hùng Phách Thiên. Lan Tâm Nhị cùng Lăng Thanh Trúc nhìn nhau, hai người nhưng không có quá lớn vẻ vui thích, ngược lại có chút lo lắng. Đánh với Hùng Phách Thiên một trận, Diệp Thần dùng hết lá bài tẩy lời, vậy kế tiếp đối mặt đấu chiến thần, lại phải làm như thế nào? Luân hồi chi bàn, thôn phệ. Diệp Thần mắt thấy Hùng Phách Thiên rơi xuống, e sợ cho hắn chỉ thương không chết, liền lập tức thi triển luân hồi pháp, ở phía dưới tạo ra một cái to lớn luân hồi chi bàn. Này luân hồi chi bàn, khí tức độ cao ngưng kết, liền giống như thực chất, Hùng Phách Thiên rơi xuống, phịch một tiếng, liền hung hăng ném tới luân hồi chi bàn phía trên. Răng rắc, to lớn luân hồi chi bàn, bắt đầu chuyển động, muốn đem Hùng Phách Thiên thân thể, liền đới lấy hắn linh hồn, cùng nhau nghiền nát. Bị trọng thương Hùng Phách Thiên giật mình tỉnh lại,
phát hiện mình đặt mình vào tại luân hồi chi bàn bên trong, chậm rãi chuyển động mâm tròn, liền như là một cái cối xay khổng lồ, không ngừng xay nghiền lấy huyết nhục của hắn cùng linh hồn, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn hét dầm lên, đấu chiến thần lão tổ, cứu mạng a. Bên kia đấu chiến thần, linh hồn một cơn chấn động, mắt thấy đến hùng phách thiên bị luân hồi chi bàn xay nghiền, sắc mặt hắn cũng là trở nên vô cùng khó coi, cắn răng, tay cầm hoành không tìm tòi, hóa thành che trời thật lớn, lại mạnh mẽ đem hùng phách thiên thân thể, theo luân hồi chi bàn phía trên bắt trở về. Lúc này hùng phách thiên, bị luân hồi chi bàn xay nghiền một phiên, toàn thân máu thịt be bét, bộ dáng vô cùng thê thảm, liền tinh chi thạch cũng bị mất, bị luân hồi chi bàn nuốt mất. Lão tổ tông, đa tạ cứu mạng. Hùng phách thiên vẫn chưa hết sợ hãi, run rẩy hướng đấu chiến thần đạo tạ. Phế vật. Đấu chiến thần gương mặt âm trầm, tiện tay đem hùng phách thiên ném qua một bên. Diệp thần sầm mặt lại, không nghĩ tới đấu chiến thần lại đột nhiên xuất thủ cứu người, lúc này hai nén nhang thời gian đã đến, Diệp thần bước ra một bước, nói ra, đấu chiến thần, trận này đánh cược, là ta thắng, ngươi thả người đi. Đấu chiến thần hắc hắc một thoáng nhe răng cười, nói, ai nói ngươi thắng, ngươi không thấy hùng phách thiên còn sống không? Diệp thần trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì, lật lọng, nói chuyện không tính toán gì hết. Nếu không phải ngươi ra tay ngăn cản, này hùng phách thiên sớm bị ta nghiền nát. Đấu chiến thần cười nói, đây không phải còn không có nghiền nát sao? Ta nói chuyện dĩ nhiên chắc chắn, nếu như ngươi thật có thể giết chết hắn, ta tự nhiên thả người, nhưng ngươi làm không được, cái kia thì không thể trách ta. Ngươi không ngờ tới ta sẽ nửa đường ra tay, liền là ngươi tính sai. Ta ra tay, ngươi bên này sẽ không xuất thủ cản ta sao? Nói xong, hắn liền nhàn nhạt lườm Thiên Nam Tu liếc mắt. Thiên Nam Tu khí nộ không thôi, nói, đấu chiến thần, ta là không ngờ tới ngươi vô sỉ như vậy a. Vừa mới đấu chiến thần ra tay, hoàn toàn vượt quá Thiên Nam Tu đoán trước, cho nên hắn chưa kịp ngăn cản, cuối cùng bị đấu chiến thần tướng người cứu đi. Diệp thần hít sâu một hơi, nói, đấu chiến thần, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì cao nhân tiền bối, không nghĩ tới càng như thế cưỡng từ đoạt lý. Đấu chiến thần lắc lắc đầu nói, miệng lưỡi chi tranh, bất quá phí công. Ta chỉ cần không thẹn với lương tâm, vậy liền là đủ. Các ngươi một đám ếch ngồi đáy giếng chuột nhắt, chỉ biết là ngưỡng vọng thiên đạo liền thỏa mãn tồn tại, lại có thể hiểu cảnh giới của ta. Dừng một chút, hắn liền quát, người tới, khởi động chu thiên tế đàn cối xay, diệt sát mưa bụi điệp linh hồn. Thiên nếu không chết, lại có thể đi thiên ngoại. Hôm nay ta liền diệt giết thiên đạo, ta ngược lại muốn xem, ngày này có thể hay không sập. Hắn tiếng nói vừa ra về sau. Thủ ở phía dưới tế đàn bốn phía các trưởng lão, liền lập tức đánh ra từng đạo ấn quyết, trong miệng ngâm sướng, nói lẩm bẩm, khởi động tế đàn. Tòa tế đàn này, nguyên lai vẫn là một cái cối xay, phía trên điêu khắc rất nhiều đại trận phù văn, tế đàn khởi động về sau, cối xay liền chậm rãi chuyển động, rất nhiều thiên tài địa bảo, linh thú xúc vật tế phẩm, theo cối xay chuyển động, liền hóa thành nguyên thủy linh khí năng lượng, không ngừng xoay quanh, chậm rãi bay lên không. Chính giữa tế đàn tiểu mạt lị tại cối xay chuyển động về sau, lập tức liền thấy như tê liệt đau đớn, cả người linh hồn đều bị xay nghiền, nàng nhịn không được phát ra thống khổ kêu khóc, lớn tiếng kêu lên, lá thần ca ca. Diệp thần rất đỗi chấn động, quát, đấu chiến thần, dừng tay. Đột nhiên một quyền, long đằng gào thét, hướng về đấu chiến thần mặt đánh tới. Đấu chiến thần vẻ mặt lạnh nhạt, cong ngón búng ra, một đạo cực kỳ mạnh mẽ kình khí gợn sóng tuôn ra, càng đem Diệp thần thân thể đánh bay ra ngoài. Tế đàn phụ cận một trưởng lão, bay tới, tại đấu chiến thần bên cạnh nói, lão tổ tông, tế phẩm không đủ a. Muốn tiêu diệt thiên đạo nữ thần linh hồn, tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy, cần đại lượng tế phẩm chống đỡ, đấu chiến phủ có tài nguyên, hiển nhiên là không đủ. Đấu chiến thần giơ ngón tay lên, chậm rãi chỉ hướng thiên tổ các, sát thiên điện chờ mấy vạn võ giả, này chút, không đều là tế phẩm sao. Trưởng lão kia thân thể sợ hãi. Một bên sư tâm lão tổ đã mở miệng thét ra lệnh, động thủ. Đem bọn hắn đều làm thịt rồi, một tên cũng không để lại. Tiếng nói không vừa ra, toàn bộ đấu chiến phủ rất nhiều thủ hộ đại trận, sát lục đại trận, toàn bộ mở ra, đầy trời trận pháp hào quang, ào 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 nở rộ, dị thường hùng vĩ. Giết, giết, giết. Đấu chiến phủ rất nhiều đám võ giả, sớm đã là vận sức chờ phát động, tại sư tâm lão tổ mệnh lệnh hạ xuống về sau, rất nhiều võ giả phóng lên tận trời. Ngang tàng hướng về thiên tổ các cùng sát thiên điện người xung phong mà đi. Đại chiến trực tiếp bùng nổ, không ngừng có thi thể rơi xuống,
tất cả thi thể phảng phất bị cái gì pháp tắc hấp dẫn, lại toàn bộ rơi xuống đến tế đàn kia bên trong đi, tế đàn cối xay nhất chuyển, thi thể liền hóa thành tàn toái máu thịt, toàn bộ thành tế phẩm, cuối cùng hóa thành xay nghiền thiên đạo nữ thần linh hồn lực lượng. Tiểu Mạt Lị thân ở chính giữa tế đàn, thừa nhận to lớn xay nghiền thống khổ, khóc lớn tiếng kêu, bộ dáng 10 điểm thê thảm. Phải chết. Diệp Thần khẽ cắn môi, tầm mắt nhìn thẳng đấu chiến thần, hắn biết muốn cứu ra Tiểu Mạt Lị, chỉ có trước chân áp đấu chiến thần. Bất quá đấu chiến thần mạnh mẽ, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, vừa mới Diệp Thần một chút mất tập trung, liền bị hắn một thoáng bắn bay, mong muốn đem chấn áp, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Luân hồi thần giáp, thủ hộ. Diệp Thần một tiếng triệu hoán, trong cơ thể kim quang nổi lên, liền hóa thành một bộ chiến giáp, một mực bao trùm tại hắn trên thân thể. Chiến giáp phía trên, thanh long, bạch hổ, chu tước tam đại đồ đằng phù văn tuyên khắc, khí tượng bằng bạc, có luân hồi thần giáp thủ hộ, Diệp Thần lập tức thấy thân thể trầm ổn rất nhiều. Ban đầu, Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, cần dùng tới bảo hộ tinh diên, bảo đảm nàng mạch sống bất diệt, nhưng bây giờ, tinh diên mạch sống trên thực tế đã toàn bộ ma diệt. Cả người liền là một cỗ thi thể, chẳng qua là dựa vào thiên tổ nhân quả luật, nàng mới không có chết, nàng cũng không cần Diệp Thần thần giáp mệnh tinh bảo vệ. Này thần giáp mệnh tinh, hóa thành chiến giáp, bảo hộ Diệp Thần, lập tức liền vì hắn cung cấp mạnh mẽ trợ lực, thanh long mảnh vỡ sinh mệnh nguyên khí, bạch hổ mảnh vỡ canh kim sát khí, chu tước mảnh vỡ thiên hỏa liệt diễm, các loại mạnh mẽ khí tức ở trên người hắn vần quanh gào thét, khí tượng 10 điểm hùng vĩ. Bên kia đấu chiến thần. Nhìn thấy Diệp Thần như thế khí tượng, nhẹ gật đầu, nói, không sai, luân hồi chi chủ, người luân hồi huyết mạch, luân hồi thất tinh, đủ loại khí tượng, bàng bạc thao thiên, nếu là lấy ngươi làm tế phẩm, nghĩ đến là đầy đủ diệt sát mưa bụi điệp. Thiên cương bắt đầu quyền, phá. Đột nhiên, đấu chiến thần nhất quyền bạo sát mà ra, thiên cương sau bắt đầu tượng lộ ra, thiên địa vạn vật lưu chuyển, càn khôn sơn hà đại khí hội tụ, một quyền này tựa như muốn đánh bạo thương khung, đánh phía Diệp Thần đầu. Kinh thiên quyền phong gào thét tới, Diệp Thần chỉ cảm thấy vô biên áp lực, nếu không phải hắn có luân hồi thần giáp che thân, cả người chỉ sợ đều muốn bị quyền phong đánh bay. Đấu chiến thần thân là sa cổ đại thần, hắn coi như chỉ còn lại có một luồng linh hồn, sức chiến đấu cũng là vô cùng khủng bố mạnh mẽ. Đấu chiến thần, ta tới gặp gỡ ngươi. Diệp Thần còn không có ra tay, bên cạnh thiên nam tu liền gào thét một tiếng, vung lên trọng kiếm cuồng chạm tới, nhất kiếm hướng đấu chiến thần quyền đầu bổ tới. Trọng kiếm cùng nắm đấm giao kích, bùng nổ nổ vang rung trời, kiếm khí cùng quyền phong khuấy động xé rách, đem vùng hư không này xé rách ra vô số vết rách, thiên tổ các, sát thiên điện, đấu chiến phủ ba phe nhân mã, đều không dám tới gần, đây là kinh khủng nhất chiến trường. Đấu chiến thần linh hồn thân thể lù lù bất động, thiên nam tu lại bị đẩy lui vài chục bước, người sau trên mặt lộ ra một vệt thần sắc kinh hãi, chỉ cảm thấy cầm kiếm tay trận trận run lên, nói, làm sao có thể. Ngươi chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, làm sao sẽ còn mạnh mẽ như thế? Đấu chiến thần lãnh đạm cười một tiếng, nói, mưa bụi điệp linh hồn bị ta ép đến xít sao, ta rút lấy linh hồn của nàng lực lượng, ta liền tương đương với chấp trưởng thiên đạo, các ngươi lại thế nào là địch thủ của ta? Chỉ thấy đấu chiến thần linh hồn trên người, hiện ra từng sợi như thủy tinh thần quang, đây là thiên đạo đặc hữu hào quang. Hắn linh hồn thức tỉnh, mà thiên đạo nữ thần linh hồn còn đang ngủ say. Cho nên hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động, càng đem thiên đạo nữ thần linh hồn năng lượng, cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thời khắc này đấu chiến thần, cung cấp chấp trưởng thiên đạo bộ phận năng lượng, vậy dĩ nhiên là bá thiên vô địch, hắn muốn tiêu diệt thiên đạo nữ thần linh hồn, trên thực tế là muốn tiêu diệt thiên đạo nữ thần ý thức, sau đó đem linh hồn của nàng năng lượng, toàn bộ thôn vệ hết. Hiện tại hắn chẳng qua là rút ra thiên đạo nữ thần linh hồn bộ phận năng lượng, liền đã có nghiền ép toàn trường tư thái. Nếu là toàn bộ thôn phệ, vậy thì thật là quét ngang không không lúc nào không vô địch, thậm chí có khả năng tại bến bờ vũ trụ xưng vương xưng bá. Dừng một chút, đấu chiến thần mục ánh sáng nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức rời đi, không cần quản mưa bụi điệp sinh tử, ngươi còn có cơ hội sống sót. Ngươi dù sao xem như sư chất ta a, ha ha, ngươi như thức thời, ta không sẽ giết ngươi. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, nói. Hôm nay ta chỉ có chết trận, không có lùi bước đạo lý. Đúc tinh long thần, ra đi. Ầm ầm. Theo Diệp Thần triệu hoán, một đạo kim giáp võ sĩ thân ảnh, bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa đạp ra tới, chính là đúc tinh long thần, một thân màu vàng kim kim loại chiến giáp, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ lóa mắt,
trong tay một thanh thuần trắng kiếm quang, càng là đằng đằng sát khí. Diệp Thần, Đúc Tinh Long Thần, Thiên Nam Tu ba người, liền sóng vai đứng chung một chỗ, đối mặt đấu chiến thần. Ba người chúng ta hợp lại, chưa hẳn không có cơ hội thủ thắng. Diệp Thần ánh mắt đấu chí bốc cháy lên, tay cầm nắm vào trong hư không một cái, ngàn sắc vạn tượng, đúc nóng thành ánh sáng, đạo thiên kiếm, hiển hiện. Ầm ầm, lại là một hồi kinh thiên cự đại chấn động, Diệp Thần trong tay vô số thuần trắng hào quang hội tụ, vô số mông lung phù văn bay lượt, còn có vô số kiếm mang suy suy rung động, cuối cùng hóa thành một thanh to lớn trường kiếm, ẩn chứa vô thượng thiên đạo diệu pháp, chính là sự vĩ đại của hắn kỳ quan, đạo thiên kiếm. Không là tiểu đạo thiên kiếm, mà là chân chính kỳ quan, đạo thiên kiếm. Lấy Diệp Thần thiên nguyên cảnh 9 tầng sơ giai thực lực, muốn thôi động đạo thiên kiếm, nhưng thật ra là phi thường gian nan, nhưng may mắn, hắn trước đây chiếm được tất cả thánh tuyển chi thủy, dựa vào thánh tuyển chi thủy trợ lực, hắn thì có đại lượng sung túc nhiên liệu, không cần tiêu hao tự thân quá nhiều linh khí, cũng có thể thôi động thần thông binh khí pháp bảo vân vân. Suy suy không suy, chỉ gặp Diệp Thần sau lưng, không ngừng có khói trắng toát ra, kia là thánh tuyển chi thủy không ngừng thiêu đốt bốc hơi, trừng phát ra đến bạch khí. Có thánh tuyển chi thủy trợ lực, Diệp Thần linh khí tiêu hao, có thể xuống đến thấp nhất, không cần giống như kiểu trước đây, động một chút lại hao hết linh khí, thậm chí huyết nhục khô cạn. Cho dù là vĩ đại kỳ quan đạo thiên kiếm, dựa vào thánh tuyển chi thủy trợ lực, Diệp Thần đều có thể nhẹ nhõm sử dụng. Phía trên đạo thiên kiếm, đang bao trùm lấy một tầng thuần trắng sáng chói, kia là Diệp Thần sắc trời kiếm đạo khí tượng bao phủ, ngàn sắc vạn tượng tận ở trong đó. Hống! Long hống nổ tung, huyết long thân thể, cũng xoay quanh đến đạo thiên kiếm phía trên. Diệp Thần chấp trưởng lấy đạo thiên kiếm, cả người khí tức bão táp, đơn giản có loại uy áp toàn bộ không không thời không bá đạo cảm giác. Đạo thiên kiếm đại biểu cho khắc lập thiên đạo pháp tắc, kiếm này vừa ra hiện, thiên địa khắp nơi sụp đổ, tại Diệp Thần hướng trên đỉnh đầu bầu trời, thậm chí xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn vòng xoáy, đang điên cuồng xé rách lấy đấu chiến thần linh hồn. Nếu như là phổ thông thiên đế linh hồn, lọt vào như thế xé rách, chỉ sợ tại chỗ liền muốn hình thần câu diệt, nhưng đấu chiến thần cũng là lợi hại, chiến ý hóa xuất thần mang trùng thiên, gắng gượng chặn hắc động kia vòng xoáy xé rách cùng thôn phệ. Khóe miệng của hắn lại lộ ra một vòng khinh thường cười, nói. Luân hồi chi chủ, năm đó ta đạp thiên lăng tiêu, liền chân chính thiên đạo đều từng giết được, người nho nhỏ này đạo thiên kiếm, hình thức ban đầu đều không có tồn tại, còn muốn chân áp ta. Diệp Thần nói, ta không được, nhưng tăng thêm chú tinh long thần cùng thiên nam tu, vậy là đủ rồi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thần thân thể nổ bắn ra mà ra, dẫn đầu rút kiếm hướng về đấu chiến thần trùng sát mà đi. Thiên nhược hữu tình đồ thế giới bên trong, bể tình bên trong thánh tuyển chi thủy, không ngừng sôi trào thiêu đốt, ung ục ục rung động, lại suy suy bốc khói, làm cho yêu trên bờ sông Tinh Diên, cũng là kinh hãi không thôi. Bên ngoài kinh thiên chiến đấu ba động, Tinh Diên cũng cảm nhận được, nàng không thể tin lẩm bẩm nói, cái này luân hồi chi chủ, lại lợi hại như thế, hắn muốn giết ta đã sớm chết, vì sao hắn còn chưa động thủ. Ngoại giới chú Tinh Long Thần cùng Thiên Nam Tu nhìn thấy Diệp Thần xông giết ra ngoài, lấy làm kinh hãi, hai người cũng không dám thất lễ, lập tức rút kiếm đi theo mà lên. Ba người lấy hung mãnh nhất thế công, huy kiếm chém giết hướng đấu chiến thần. Ha 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 ha! Đấu chiến thần ngửa mặt lên trời cười to, điên hận muốn điên, sợi tóc phất phới, chiến ý sát khí sôi trào trùng thiên, linh hồn thân thể lại một trận vặn vẹo. Ba đầu sáu tay đại pháp tướng, mở. Nương theo lấy quát to một tiếng. Đấu chiến thần linh hồn, thế mà hiển hóa ra ba đầu sáu tay đại pháp tướng, ba cái đầu hoàn toàn giống nhau như đúc, một bài ở giữa, hai bài tả hữu, các huy động hai tay, đón lấy Diệp Thần, chú Tinh Long Thần, Thiên Nam Tu ba người. Long tượng trấn thiên thủ. Đấu chiến thần ba cái đầu, đồng thời phát ra kinh thế gầm thét, sáu cánh tay tại trong chớp mắt, đánh xuất ra đạo đạo ấn quyết, như rồng giống như, thần uy bừng bừng, sáu cánh tay phân chụp về phía Diệp Thần, chú Tinh Long Thần, Thiên Nam Tu ba người. Trưởng thế mang theo trấn thiên chi uy, càng đem Diệp Thần ba người bước đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thần nhìn thấy đấu chiến thần huyễn hóa ra ba đầu sáu tay pháp tướng, mà lại lấy một địch ba, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, ra hỏa này, thế mà cường hãn đến tận đây. Thiên Nam Tu trầm giọng nói, hắn rút lấy thiên đạo nữ thần lực lượng linh hồn, đó là đương nhiên là cường hãn, bất quá ưu thế còn tại chúng ta bên này. Đấu chiến thần nghe nói như thế, cười lạnh, nói, thật sao? Dừng một chút,
hắn sáu cánh tay cùng nhau kết ấn, quát, lục đại bảo thạch, nhanh nhanh trở về vị trí cũ. Tiếng quát này rơi xuống, chấn động chư thiên vạn giới, toàn bộ không không lúc nào không đều nghe được. Hắn đúng là muốn đem ngày xưa chiến thần bao tay sáu viên bảo thạch, toàn bộ triệu hoán trở về. Ông, Diệp Thần cốt chi thạch, còn có vừa mới đánh bại hùng bá thiên thôn vệ đến tinh chi thạch, lập tức liền từ trên người hắn bay ra ngoài, nhận đấu chiến thần tác động, phải hướng đấu chiến thần bay đi. Không được. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, đấu chiến thần đã mạnh mẽ như vậy, nếu là còn được đến lục đại bảo thạch, đây chẳng phải là vô địch. Táng thiên luân hồi, khảm nạp. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển luân hồi mộ táng công, táng thiên luân hồi bàn hiển hóa, hắn tướng tinh chi thạch cùng cốt chi thạch, đều khảm nạm đến luân hồi bàn phía trên. Ông! Hai viên bảo thạch khảm nạm, năng lượng linh khí nở rộ, làm cho Diệp Thần táng thiên luân hồi bàn, cũng là bắn ra có chút hào quang sáng chói, một cỗ mãnh liệt táng thiên ma quang, chính là dọi sáng ra đi, chiếu ở đấu chiến thần trên thân. Đấu chiến thần kêu lên một tiếng đau đớn. Tại đây táng thiên ma quang chiếu xuống, linh hồn cũng là có một cỗ bị xé nứt mai táng như vậy đau đớn. Đến cuối cùng, hắn tác động rơi xuống, lục đại bảo thạch, chỉ có một viên bảo thạch bay đến bên cạnh hắn. Viên bảo thạch kia tản ra mông lung ánh trăng quang huy, thanh lãnh trong sáng, cả viên bảo thạch phảng phất như là dùng ánh trăng hội tụ mà thành, nghĩ đến chính là Nguyệt Chi Thạch. Đấu chiến thần đưa tay chộp một cái, bắt lấy Nguyệt Chi Thạch, linh hồn đau đớn giảm xuống. Trong mắt của hắn mang theo kiêng kỵ lại thưởng thức thần sắc, nhìn xem Diệp Thần táng thiên luân hồi bàn, cười nói. Luân hồi chi chủ, quả nhiên hảo thủ đoạn, khó trách thiên đấu sát thần sẽ đối với ngươi coi trọng tăng theo cấp số cộng. Ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch, ta hôm nay là không tha cho ngươi. Thái âm nguyệt luyện, u huyễn hư cảnh, thôn phệ. Bỗng nhiên, đấu chiến thần đem kia nguyệt chi thạch, khảm nạm đến chính mình ở giữa kia cái đầu trong mi tâm, nguyệt chi thạch một khảm nạm mang lên. Cái kia cái đầu hai con ngươi, liền hóa thành trăng sáng thuần trắng trong sáng, như vậy thuần trắng song đồng, xuất hiện tại người gương mặt bên trên, lại có vẻ vô cùng quỷ dị, cùng chỗ mi tâm nguyệt chi thạch hòa lẫn, tán phát ra trận trận như mộng ảo huy quang. Ông! Diệp Thần tiếp xúc đến đấu chiến thần ánh mắt, lập tức cả người, liền phảng phất bị ánh trăng thôn vệ đến một mảnh u tính, hư ảo, ác mộng ảo cảnh bên trong đi. Tại đây phiến trong ảo cảnh, không thấy trời, không kiến giải. Chỉ có vô tận hư ảo cùng hỗn độn, chỉ có phía trên một vòng vĩnh hằng treo cao trăng sáng. Tại lục đại bảo trong đá, Nguyệt Chi Thạch hiệu quả, liền là sáng tạo huyễn cảnh. Bị Nguyệt Chi Thạch quang chiếu sáng diệu đến người, sẽ lâm vào đặc thù Nguyệt Chi trong ảo cảnh, chỉ có thể ở trăng sáng chiếu dọi xuống, một mực lâm vào hư vô cho đến chết đi. Nguyệt Chi huyễn cảnh là không có thời gian khái niệm, hoặc là nói, nơi này thời gian pháp tắc, hoàn toàn bị Nguyệt Chi Thạch chủ nhân nắm trong tay. Đấu chiến thần đem Diệp Thần tinh thần, kéo vào Nguyệt Chi huyễn cảnh về sau, lập tức liền trong một ý nghĩ, đem Nguyệt Chi ảo cảnh thời gian pháp tắc lưu tốc, gia tốc 10.000 tỷ ức lần. Cái này dẫn đến Diệp Thần thân thể, tại ngoại giới vẫn là vượt qua một nháy mắt, nhưng tinh thần của hắn, đã tại Nguyệt Chi ảo cảnh bên trong mặt, không biết vượt qua nhiều ít kỷ nguyên. Vô tận thời gian dài dằng dặc, bóng tối vô tận cùng hỗn độn, đủ để cho thiên đế tinh thần cũng vì đó sụp đổ. Nhưng lúc này Diệp Thần đạo tâm, đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, đỉnh cấp thiên đế đạo tâm, đều không có Diệp Thần cường đại như vậy. Mà lại, Diệp Thần còn kế thừa vũ trụ mệnh cách, hắn là thời gian cùng không gian pháp tắc chí cao chúa tể giả, cho dù Nguyệt Chi ảo cảnh bên trong thời gian, trôi qua không biết nhiều ít ức vạn năm, nhưng ở tâm cảnh của hắn dưới, vạn cổ cùng một sát, cùng không khác biệt. Tinh thần của hắn, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu hỏng mất. Đấu chiến thần nhìn thấy Diệp Thần tinh thần, lại không có nửa điểm bị dung chuyển bộ dáng, lập tức giật nảy cả mình. Vạn hoa đồng huyết nhãn, hư vô huyễn cảnh, phá cho ta. Diệp Thần tinh thần vây ở Nguyệt Chi ảo cảnh bên trong mặt, cho dù vượt qua vô tận tuế nguyệt, cũng không chút nào hoảng, lập tức liền mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, hắn cũng lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, chế tạo ra một mảnh huyễn cảnh, cùng đem đấu chiến thần huyễn cảnh xanh bạo. Huyễn cảnh sụp đổ. Đấu chiến thần chỗ mi tâm Nguyệt Chi Thạch, quang mang cũng là trong nháy mắt ảm đạm đi, cái kia khỏa ở giữa đầu, gương mặt lập tức liền trở nên vô cùng trắng bệch, phốc một chút nôn mửa ra một ngụm khí bẩn. Đấu chiến thần, người theo ta chơi huyễn thuật, kia thật là muốn chết a. Diệp Thần giữ tợn cười một tiếng, tinh thông vạn hoa đồng huyết nhãn hắn, luận huyễn thuật tạo nghệ, hắn nói thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất.
Nếu như đấu chiến thần đơn thuần đấu võ, Diệp Thần thật đúng là không phải địch thủ, nhưng so đấu huyễn thuật, hắn lại là nghiền ép không không lúc nào chống không địch. Lần này, đấu chiến thần bày ra nguyệt chi huyễn cảnh, bị Diệp Thần no bạo, chính hắn liền nhận lấy không nhỏ phản phệ. Diệp Thần cái nào chịu buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này, nắm chặt đạo thiên kiếm, kiếm quang hội tụ, trên thân kiếm thuần ánh sáng màu trắng, nồng đậm tới cực điểm, cơ hồ muốn bên cạnh chú tinh long thần cùng thiên nam tu con mắt đều chọc mù. Thiên quang luân hồi chảm, đại huyễn diệt. Diệp Thần một tiếng quát lên điên cuồng, thừa dịp đấu chiến thần còn không có khôi phục lại, lập tức huy kiếm hướng hắn bổ giết đi qua, hắn hai mắt huyết hồng, vạn hoa đồng huyết nhãn huyễn thuật chi uy cũng đi theo bộc phát, trong lòng của hắn tồn tại huyễn tưởng, một kiếm này, muốn triệt để đem đấu chiến thần diệt sát. Đấu chiến thần vô cùng cường đại, coi như Diệp Thần huy động đạo thiên kiếm, thi triển ra thiên quang luân hồi chảm, cũng là khó mà một kiếm giết hắn, nhưng giờ khắc này, Diệp Thần còn vận dụng vạn hoa đồng huyết nhãn huyễn thuật chi lực. Vạn hoa đồng huyết nhãn huyễn thuật, có thể đem chuyện không thể nào, biến thành khả năng. Hiện tại, Diệp Thần muốn một kiếm giết chết đấu chiến thần, đây là chuyện không thể xảy ra, hắn liền muốn dùng vạn hoa đồng huyết nhãn, biến thành khả năng. Mặc kệ là đạo thiên kiếm, thiên quang luân hồi chảm, vẫn là vạn hoa đồng huyết nhãn, thi triển đều cần hao phí to lớn linh khí, cũng may mắn lúc này Diệp Thần, có thánh tuyển chi thủy chèo chống. Bằng không mà nói, hắn căn bản không có khả năng bộc phát đến một bước này, cho dù có huyết long duy trì, cũng không có khả năng. Nguy rồi. Đấu chiến thần nhìn thấy Diệp Thần một kiếm bổ tới, lập tức liền thật sâu chấn sợ, cảm thấy Diệp Thần một kiếm này, mang theo cùng loại nhân quả luật sát phạt áp chế, chính là muốn hắn chết. Vạn hoa đồng huyết nhãn huyễn tưởng, muốn ở cái này sát biến thành chân thực. Cho ta ngăn trở. Sống chết trước mắt, đấu chiến thần tay vồ một cái. Đem một thiên đế cấp bậc cường giả, bắt tới, ngăn tại trước người mình, mạo xưng làm bia đỡ đạn. Kia là đấu chiến phủ chủ sư tâm lão tổ, sư tâm lão tổ nhìn thấy Diệp Thần đạo thiên kiếm bổ tới, trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền bị Diệp Thần một kiếm bổ ra hai nửa, huyết nhục phun tung tóe, tại chỗ chết đi. Hiện tại Diệp Thần cường đại, liền cường đại đến nước này, một kiếm có thể nhẹ nhõm giết chết thiên đế. Tại chém giết sư tâm lão tổ về sau, Diệp Thần kiếm thế, chỉ là hơi khựng lại, liền tiếp tục lấy tồi khô lạp hủ uy thế, lại chém về phía đấu chiến thần. Nhưng, liền là như thế có chút dừng lại, đấu chiến thần đã thở nổi, có ứng đối chu toàn chỗ trống. Thiên đạo ma phương, trái tim của ta, giáng lâm đi. Đấu chiến thần ngửa mặt lên trời phát ra to ngâm sướng, theo tiếng ngâm nga của hắn rơi xuống, một viên to lớn ma phương, hiện ra cổ xưa thực chất. Thế mà tại trên bầu trời nổi lên. Đấu chiến thần cười lạnh, nói, chú tinh long thần, người đầu này con lươn nhỏ, người không phải địch thủ của ta, gọi thiên đấu sát thần ra đi. Năm đó cùng ta thiên đấu sát thần, kính tặng tướng giết, là tốt nhất địch nhân, cũng là bằng hữu tốt nhất, từ đầu đến cuối bất phân thắng bại. Người gọi hắn tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay là hắn lợi hại, hay là ta lợi hại. Đối với chú tinh long thần, thiên nam tu cùng Diệp Thần. Đấu chiến thần đều không đặt ở trong mắt, hắn chỉ mong muốn nhìn một chút thiên đấu sát thần. Người muốn gặp thiên đấu sát thần, trừ phi đem ta cùng luân hồi chi chủ đều giết đi. Chú tinh long thần nhếch nhếch miệng, thân thể răng rắc đong đưa vặn vẹo, từ hình người hóa thành hình rồng, che trời ngập trời, trong con ngươi lộ ra một vòng quyết tuyệt chi ý. Hoàn toàn chính xác, đấu chiến thần, trong mắt ngươi, ta chỉ là một đầu con lươn nhỏ, nhưng, ta cũng có đạo của ta. Hôm nay. Ta liều mạng linh hồn diệt vong, cũng muốn cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Mộ chủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chú tinh long thần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, thanh âm lộ ra một vòng thê lương, ta đi trước một bước, chờ chín thương cổ hoàng thức tỉnh, người nhớ kỹ nói với hắn một tiếng, tạ ơn hắn năm đó đối ta vun trồng. Đúng vậy a, ta là một đầu con lươn nhỏ, nhưng ta cũng là rèn đúc vô ngân tinh không chú tinh long thần a. Kinh thiên long hống, từ chú tinh long thần trong cổ họng bộc phát ra, chấn động đến toàn trường người đều mộng, thiên tổ các, sát thiên điện, đấu chiến phủ ba bên cạnh người, đều đình chỉ chiến đấu, ngơ ngác nhìn xem chú tinh long thần thân ảnh. Mặc dù thời khắc này chú tinh long thần, mặt ngoài là một bộ máy móc kim loại thân thể, nhưng tất cả mọi người có thể từ nơi này phó băng lãnh trong thân thể, nhìn thấy hắn nóng bỏng mênh mông linh hồn. Hô hô hô, chú tinh long thần linh hồn, cuồn cuộn năng lượng điên cuồng gào thét. Tại trong miệng hắn dần dần hội tụ thành một viên to lớn như ngôi sao viên cầu.
hắn đang thi triển lấy thiên tể chú tinh thuật, đúc tinh sử dụng vật liệu, liền là hắn linh hồn của mình. Không là linh hồn bộ phận năng lượng, mà là chỉnh phó linh hồn, toàn bộ hóa thành đúc tinh vật liệu. Viên kia long hồn đúc tạo thành viên cầu, hóa thành thiên tinh, từ từ bay lên, bành trướng thành huy hoàng mặt trời, ùng ùng chấn động, thiêu đốt lên, rung động lòng người linh hồn chi lực, từ trong đó nổ tung mà ra, lệnh toàn trường người xem đều động dung. Cho dù là đấu chiến thần, nhìn thấy chú tinh long thần hiến tế long hồn, rèn đúc ra liệt nhật, hắn cũng lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Thiên tể chú tinh thuật, đi! Chú tinh long thần cuồng nhiên gào thét, hắn chút xuống tất cả tâm huyết cùng linh hồn, rèn đúc ra liệt nhật cự tinh, liền ùng ùng hướng về đấu chiến thần oanh tạc mà đi. Liệt nhật cự tinh oanh tạc, tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế chỉ là cùng kia cự thể tích lớn so sánh sinh ra ảo giác. Chỉ là trong khoảnh khắc, kia liệt nhật cự tinh, liền hung hăng tạc đến đấu chiến thần linh hồn trên thân thể. Oanh! Liệt nhật cự tinh đánh tới đấu chiến thần linh hồn trên thân thể, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy, linh hồn chi lực điên cuồng tứ ngược, phảng phất muốn đem hết thảy thôn phệ. Kia cỗ năng lượng cường câu đại, tựa như ngàn vạn khỏa xí dương trong nháy mắt nổ nát, nóng bỏng mà sáng tỏ, đem không gian chung quanh đều sốt đến cháy đen một mảnh, bạo tạc sinh ra sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cuốn lên vô số bụi đất cùng đá vụn, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này lâm vào trong hỗn độn, để cho người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ cùng kính sợ. Thiên tổ các, sát thiên điện, đấu chiến phủ tam phương nhân mã, tại bạo tạc phát sinh trước đó, đã cảm thấy nguy hiểm, cấp tốc lui lại tránh né, nhưng vẫn là có không ít người không kịp trốn, lọt vào bạo tạc tai họa, đang kêu thảm thiết âm thanh sụp đổ thành huyết vũ, bay bổng rơi đến phía dưới trong tế đàn đi. Đấu chiến phủ kiến trúc, tại to lớn trong lúc nổ tung, cũng là như giấy mỏng như vậy diệt vong thành cho tàn, chung quanh từng tòa sơn phong đổ sụp. Toàn trường chỉ có trung ương tế đàn còn duy trì hoàn chỉnh, tế đàn cối xay còn tại chuyển động, thậm chí bởi vì có đại lượng huyết vũ bay là tả mà xuống, cối xay đạt được huyết nhục năng lượng bổ sung, ngược lại chuyển động đến nhanh hơn. Trên tế đàn tiểu mạt lị, kêu lên một tiếng đau đớn, tại bạo tạc trùng kích cùng cối xay xay nghiền dưới, trực tiếp liền ngất đi. Loảng xoảng, răng rắc, chú tinh long thần kim loại thân thể, đã mất đi linh hồn trèo trống, hóa thành một đống đồng nát sắt vụn. Từ trên không trung rớt xuống, lộ ra đến vô cùng thê lương. Đến mức chú tinh long thần linh hồn, kia đã là hoàn toàn bị hiến tế, tại vừa mới hóa thành đúc tinh vật liệu, cuối cùng diễn biến thành hiện tại kinh thiên động địa linh hồn bạo tạc tang lễ. Tiền bối. Diệp thần nhìn thấy chú tinh long thần linh hồn bạo diệt, cũng là rất là chấn động. Cuồn cuộn bạo tạc bụi mù, còn có tứ ngược loạn vũ quang mang, bao phủ thiên địa, đợi đến bụi mù thoáng lắng lại, Diệp thần thấy được đấu chiến thần linh hồn thân ảnh. Thời khắc này đấu chiến thần, tại chú tinh long thần linh hồn bạo tạc phía dưới, cũng là nhận lấy to lớn trùng kích, ba đầu sáu tay bị tạc rơi mất một đầu hai cánh tay, linh hồn thần quang ảm đạm, lộ ra đến vô cùng chật vật. Liền cả trên trời thiên đạo ma phương, cũng dần dần ẩn trốn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là chú tinh long thần linh hồn liệt nhật bạo tạc, nhưng đấu chiến thần cũng thụ trọng thương, không cách nào lại duy trì thiên đạo ma phương tồn tại, ma phương trực tiếp ẩn chui. Đã mất đi thiên đạo ma phương lực lượng gia trì, đấu chiến thần lập tức liền lộ ra hư nhược rồi rất nhiều. Tốt, rất tốt, chú tinh long thần, người đầu này con lươn nhỏ, thật sự là phải cùng ta liều mạng a. Bất quá, người coi như tự bảo, cũng không áp chế nổi ta. Thiên địa hồng lô pháp, mở. Đấu chiến thần nhìn phía dưới chú tinh long thần lưu lại một đống đồng nát sắt vụn, biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn, chú tinh long thần linh hồn tự bảo, khiến hắn thừa nhận to lớn trùng kích. Nhưng cũng không có đả thương được bản nguyên, hắn vẫn là chiếm cứ lấy thượng phong. Soạt, chỉ thấy đấu chiến thần sau lưng, xuất hiện một đạo vĩ đại đồ đằng hư ảnh, kia là một tòa cự đại hỏa lò, tòa này hỏa lò ầm ầm phun ra thần quang, mang theo mãnh liệt tác động cùng thôn phệ chi lực. Lão tổ tông, đừng, đừng a. Một trận thảm liệt tiếng thét chói tai vang lên, chỉ gặp tại đấu chiến thần sau lưng hỏa lò hấp xả dưới, cuối cùng bị hấp xả, chính là Hùng Bá Thiên. Hùng Bá Thiên thân thể không tự chủ được bay về phía tòa kia hỏa lò, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Đến cuối cùng, phịch một tiếng, Hùng Bá Thiên thân thể rơi vào sấy khô trong lò, trực tiếp ngay tại hỏa lò bên trong bốc cháy lên, hắn phát ra bén nhọn kêu thảm, trong khoảnh khắc, linh hồn của hắn cùng huyết nhục, đều bị hỏa lò phần thiêu, hóa thành nguyên thủy nhất khí huyết năng lượng, hội tụ đến đấu chiến thần linh hồn mặt. A a a, từng đợt kêu thảm lần lượt vang lên,
chỉ gặp đấu chiến phủ vô số cường giả, thân thể của bọn hắn cũng không tự chủ được bị tòa kia hỏa lò hấp xả, cuối cùng bị thôn phệ luyện hóa, đại lượng khí huyết năng lượng cuồn cuộn chảy ra đến, dung nhập đấu chiến thần trong linh hồn. Đấu chiến thần linh hồn, hấp thu đại lượng cường giả khí huyết, thế mà dần dần tư sinh ra máu thịt xương cốt, muốn sáng lập ra nhục thân. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Diệp Thần cùng Thiên Nam Tu nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hãi, nếu như bị đấu chiến thần sáng lập ra nhục thân, thì còn đến đâu? Đấu chiến thần, người còn muốn khôi phục nhục thân. Thiên Nam Tu ánh mắt phát lạnh, nắm chặt trọng kiếm bàn tay, răng rắc rung động, gân xanh nổi lên. Thôi, chú Tinh Long thần giết không chết ngươi, nhưng ta cùng ngươi liều mạng, luôn có thể giết chết ngươi đi. Hắc Uyên thôn thiên pháp, ma âm địa ngục, đi. Thiên Nam Tu cầm kiếm cuồng sông, mang theo tồi khô lạp hủ uy thế, hướng về đấu chiến thần cuồng sông mà đi, thân thể của hắn bạo dũng ra vô tận sát khí cùng địa ngục ma khí. Cả người cấp tốc bành trướng, vặn vẹo, trong nháy mắt, hắn liền cả người mang kiếm hóa thành một đầu địa ngục ma thú, mở ra hắc ám miệng lớn, muốn đem đấu chiến thần cả người đều thôn vệ hết. Đây là Hắc Uyên thôn thiên pháp cùng luân hồi địa ngục pháp hỗn hợp bộc phát ra khí tượng, Thiên Nam Tu đã bị bóp méo, vặn vẹo thành một đầu địa ngục ma thú, hắn muốn đem đấu chiến thần thôn vệ hết, cùng đấu chiến thần đồng quy vu tận, rơi xuống địa ngục. Điên rồi, vì cái gì? Đấu chiến thần chấn động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Nam Tu thế mà cũng dám bản thân hy sinh, đồng quy vu tận cùng hắn. Thiên Nam Tu, hắn là không muốn khuất thân tại ta phía dưới. Diệp Thần ánh mắt hơi trầm xuống, từ nơi sâu xa, có thể cảm nhận được Thiên Nam Tu tâm tư, kia cỗ bất khuất, cương nghị tâm tư. Thiên Nam Tu chịu Thiên Tổ mệnh lệnh, thần phục với Diệp Thần, cúi đầu trước Diệp Thần. Nhưng người này, lòng ra giả cao ngạo, loại trừ Thiên Tổ bên ngoài, ai cũng không nhận. Muốn hắn khuất thân tại Diệp Thần, với hắn mà nói, cũng là thiên đại ủy khuất. Giờ khắc này, hắn tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý lại lưu tại Diệp Thần thủ hạ. Hắn cùng không ghét Diệp Thần, chỉ là hắn tính tình như thế, tha chết chứ không chịu khuất phục, thế gian này, loại trừ Thiên Tổ bên ngoài, liền không ai có thể nhường hắn khuất phục người. Thiên Nam Tu mãnh liệt quyết tử chi tâm, liền đấu chiến thần cũng vì đó kinh dị, hắn chỉ có thể chật vật rút lui về sau. Nhưng Thiên Nam Tu biến thành địa ngục ma thú, cuối cùng vẫn bay nhào đến trên người hắn, cắn hắn một cái đầu. Đấu chiến thần thê lương kêu to, lúc này hắn tình trạng, cũng không phải là thuần linh hồn trạng thái, đã có một tia huyết nhục tồn tại, huyết nhục mang tới chân thực đau đớn, vậy đơn giản là tê tâm liệt phế. Đồ chết tiệt, cút ngay cho ta. Đấu chiến thần gầm gừ, hai tay điên cuồng nghĩ muốn cởi bỏ nhào trên người mình địa ngục ma thú. Nhưng này địa ngục ma thú rất nhanh liền hóa thành nguyên thủy sát khí cùng địa ngục ma khí, như giòi trong xương, dính bám vào đấu chiến thần trên thân, cuối cùng hòa tan thẩm thấu nhập trong thân thể hắn. Xuy xuy xuy. Lập tức, đấu chiến thần thân thể, liền toát ra cuồn cuộn khói đen, không ngừng bị ăn mòn, đến cuối cùng, hắn một cái đầu, hai cánh tay, trực tiếp bị ăn mòn hầu như không còn, bộ dáng vô cùng chật vật. Thân thể của hắn, vốn là ba đầu sáu tay. Bị chú Tinh Long thần nổ rớt một đầu hai cánh tay, lại bị Thiên Nam Tu ăn mòn rơi một đầu hai cánh tay, hiện nay chỉ còn lại sau cùng một cái đầu cùng hai cánh tay, đầy dẫy dữ tợn cùng thống khổ, uy thế đã không lớn bằng lúc trước. Chú Tinh Long thần cùng Thiên Nam Tu, lấy hy sinh chính mình làm đại giá, mang cho đấu chiến thần vô cùng nặng nề tổn thương. Cơ hội! Diệp Thần nhìn thấy đấu chiến thần như thế bộ dáng chật vật, trong lòng biết đây là trấn giết hắn tuyệt thời cơ tốt. Đây cũng là chú Tinh Long thần cùng Thiên Nam Tu, dùng tính mệnh đổi lấy cơ hội, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Quyết tử ma nhãn, thiên bi. Diệp Thần mắt trái, trong nháy mắt hóa thành màu sắc đen nhánh, ánh mắt bên trên điêu khắc lấy cổ xưa hoa văn, tản mát ra hắc ám cùng tử vong vô thượng áo nghĩa, bàng bạc tử vong uy áp, gắt gao bao phủ hướng đấu chiến thần. Trên đỉnh đầu của hắn, thiên đế quang mang bắn ra, thiên bi hiển hiện ra, cũng nở rộ vô tận thiên uy thần quang, áp chế đấu chiến thần. Tại quyết tử ma nhãn cùng thiên bi áp chế xuống, đấu chiến thần lập tức không thể động đậy. Kiếm cực chỉ thủy một kiếm, phá. Diệp Thần quát to một tiếng, trong tay đạo thiên kiếm điên cuồng chém, chỉ thủy kiếm ý tứ ngược sôi trào, cả thanh đạo thiên kiếm quang mang toàn bộ thu liếm, phù văn toàn bộ ẩn nấp, nhìn phảng phất chỉ là một thanh thường thường không có gì lạ phổ thông chi kiếm, nhưng cái này phổ thông chi kiếm, lại mang theo chém ngược thiên địa càn khôn, phá sát tinh không thời không lớn uy năng. Tiểu tử. Người muốn giết ta, bằng ngươi cũng nghĩ giết ta.
Đấu chiến thần gầm hét lên, tròn mắt tận nứt, hắn vừa mới dựa vào thiên địa hồng lô pháp, hấp thu thôn vệ đại lượng huyết nhục, đã dần dần tư sinh ra nhục thân. Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy Diệp Thần chỉ thủy một kiếm cuồng bổ mà đến, hắn không do dự, lập tức đốt sốt huyết nhục của mình, đang thiêu đốt hừng hực đại hỏa bên trong, đầu hắn phát hóa thành kim sắc, từng cây tung bay, hai con ngươi lộ ra cuồng thần bá đạo tùy tiện. Ta từng đạp thiên lăng tiêu, kiếm trảm thiên đạo, kiếm của ta, tại ngươi phía trên. Đấu chiến thần thân thể chấn động một cái, ngông cuồng trùng thiên, lập tức liền đem Diệp Thần quyết tử ma nhãn cùng thiên bi áp chế, toàn bộ đánh nổ, trong tay hắn hiện ra một thanh khổng lồ huyết kiếm, đột nhiên phá không chạm thẳng hướng Diệp Thần. Một kiếm này chính muốn chạm thiên, đây là đấu chiến thần suốt đời tâm huyết, tất cả tinh thần, đạo tâm ý chí hội tụ thành một kiếm, là hắn năm đó đạp thiên lăng tiêu, chém tới thiên đạo một kiếm. Là vì lăng tiêu phá thiên kiếm. Diệp Thần đồng tử kịch liệt co vào, khi thấy đấu chiến thần phá thiên một kiếm chém tới, là hắn biết, của mình kiếm đạo, tuyệt đối đụng bất quá. Cho dù là chỉ thủy kiếm đạo, cũng vô pháp cùng đấu chiến thần phá thiên kiếm đạo va chạm. Chỉ thủy kiếm đạo có thể xưng thế gian đỉnh phong nhất kiếm đạo, không có bất kỳ cái gì kiếm đạo có thể siêu việt, nhưng chỉ thủy kiếm đạo cũng không phải là vô địch. Chân chính vô địch, không phải kiếm, là người, là lòng người. Đấu chiến thần điên cuồng chém mà đến một kiếm, trên bản chất thậm chí không phải kiếm đạo, mà là hắn tâm, phá thiên chi tâm, muốn chạm phá thiên đạo, muốn đột phá thế gian hết thảy hạn chế, muốn đi trước thế giới bên ngoài phá thiên chi tâm. Hắn tâm, ý chí chiến đấu của hắn, là bá đạo như vậy, như thế mãnh liệt, như thế vô địch, cho dù là chỉ thủy kiếm đạo, cũng vô pháp cùng tranh tài. Diệp Thần có thể tưởng tượng, nếu như mình kiếm, cùng đấu chiến thần phá thiên huyết kiếm đụng va vào nhau. Cái kia chỉ có tan tác hạ tràng, thậm chí bản thân hắn, đều muốn bị đấu chiến thần vô địch kiếm tâm, chém chết thành hư vô. Mộ chủ, nhanh dùng ta kiếm A. Ngay lúc này, Diệp Thần trong lòng nghe được thiên đấu sát thần thanh âm. Diệp Thần toàn thân giật mình, đấu chiến thần phá thiên huyết kiếm đã chém giết đến trước mặt, hắn hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, lập tức chợt quát lên. Tuyệt mệnh thiên kiếm, ra hộp đi. Ông, nương theo lấy Diệp Thần một tiếng triệu hoán. Một thanh phong mang tất lộ trường kiếm màu đỏ ngòm, từ luân hồi mộ trong đất bão táp mà ra, quanh quẩn lấy vô tận sát ý cùng sát khí, cuồn cuộn kiếm khí sôi trào ở giữa, lại ẩn ẩn huyễn hóa ra một đạo vĩ đại vô địch, lăng lệ hung hãn thân ảnh. Kia là thiên đấu sát thần thân ảnh. Thanh kiếm này, chính là tuyệt mệnh thiên kiếm. Tuyệt mệnh thiên kiếm, thiên đấu sát thần. Đấu chiến thần nhìn thấy tuyệt mệnh thiên kiếm phong mang, còn có thiên đấu sát thần thân ảnh, lập tức sợ ngây người. Con. Diệp Thần tuyệt mệnh thiên kiếm, liền mang theo vô song phong mang, hung hăng cùng đấu chiến thần phá thiên huyết kiếm, đụng va vào nhau. Song kiếm va chạm, lập tức liền kích phát ra kinh thiên địa, khiếp quỷ thần kiếm minh cùng năng lượng kích lưu, phảng phất liền thiên địa, đều muốn tại thời khắc này sụp đổ, hủy diệt. Va chạm về sau, Diệp Thần kiếm, cùng đấu chiến thần kiếm, dính chung một chỗ, lẫn nhau tranh phong, lại ai cũng không áp chế nổi ai. Tuyệt mệnh thiên kiếm lại như thế nào? Thiên đấu sát thần lại như thế nào, ta kiếm tâm vô địch, phá thiên lăng tiêu, chém giết hết thảy. Đấu chiến thần gào thét, sát ý điên cuồng, chiến ý điên cuồng, tại thời khắc này bị tuyệt mệnh thiên kiếm kích phát, cả người hắn như là điên cuồng dã thú, gầm thét, quơ phá thiên huyết kiếm, không ngừng chém tới tuyệt mệnh thiên kiếm. Diệp Thần nhìn thấy hắn như vậy điên cuồng tư thái, liền biết cuồng phong sậu vũ, không thể bền bỉ. Hắn lúc này ngưng thần tụ khí, chấn định thân hình. Trong tay tuyệt mệnh thiên kiếm không ngừng quơ, cùng đấu chiến thần đối công. Chanh chanh chanh. Hai thanh kiếm không ngừng đụng va vào nhau, bộc phát ra kinh người kiếm khí năng lượng, cho dù là chung quanh mấy vạn dặm núi non sông ngòi, tại thời khắc này đều trở nên một mảnh hoang vu, bừa bộn. Đấu chiến phủ người đã chết tận, liền hùng bá thiên cũng chết sớm, huyết nhục của bọn hắn hóa thành đấu chiến thần chất dinh dưỡng, chống đỡ lấy đấu chiến thần chiến đấu, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vừa mới chú tinh long thần cùng thiên nam tu, lấy hy sinh chính mình làm đại giá, mang cho đấu chiến thần nặng nề thương tích, lúc này đấu chiến thần cùng Diệp Thần chém giết, chỉ đánh nhau chết sống một hồi, khí tức của hắn liền dần dần suy kiệt, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi. Kết thúc, đấu chiến thần. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, phía sau hắn linh khí cuồn cuộn, huyễn hóa thành thiên đấu sát thần hung hãn vô địch thân ảnh, hắn lại huy động tuyệt mệnh thiên kiếm, tựa như thiên đấu sát thần đích thân tới huy kiếm đồng dạng. Kiếm quang mang theo kinh thiên phong mang cùng huyết sát, chém qua đấu chiến thần linh hồn thân thể. Đấu chiến thần ngẩn ngơ, liền cảm thấy linh hồn một trận như tê liệt đau đớn,
cúi đầu xem xét, linh hồn của hắn thân thể, đã bị Diệp Thần tuyệt mệnh thiên kiếm, từ giữa đó chém ra. Linh hồn của hắn trật tự cùng pháp tắc, trong nháy mắt sụp đổ, chỉnh cụ linh hồn không cách nào lại duy trì hình thể, không ngừng hướng đi diệt vong, hóa thành vặn vẹo sương mù. Không, ta, còn không có. Đấu chiến thần hai mắt mang theo vô hạn oán hận cùng không cam lòng, tại to lớn đau đớn phía dưới, trơ mắt nhìn xem chính mình linh hồn diệt vong, đến cuối cùng hóa thành một sợi màu đen hơi khói, lùi về tiểu mạt lỵ trong thân thể. Răng rắc, Diệp Thần trong tay tuyệt mệnh thiên kiếm, cũng là xuất hiện từng tầng huyết sắc xiềng xích, đem trọn thanh kiếm thân đều phong tỏa ngăn cản. Cái này là lúc trước kiếm linh máu vũ quân, vì tuyệt mệnh thiên kiếm ra chỉ phong tỏa, thiên đấu sát thần ngắn ngủi đem phong tỏa giải trừ. Nhưng tại sau khi chiến đấu kết thúc, cái này phong tỏa lại ngóc đầu trở lại. Diệp Thần lập tức, liền cảm thấy cả thanh tuyệt mệnh thiên kiếm, vô cùng nặng nề, khó mà nắm giữ. Hắn không thể không đem tuyệt mệnh thiên kiếm thu hồi đến luân hồi mộ trong đất đi, lại cắm vào kiếm trong hộp. Cái chuôi này tuyệt mệnh thiên kiếm, luận sát phạt phong mang, kiếm khí uy lực, kỳ thật cũng không thể cùng Diệp Thần đạo thiên kiếm so sánh, nhưng bởi vì tuyệt mệnh thiên kiếm phía sau, mang theo thiên đấu sát thần ý chí. Cho nên thanh kiếm này dị thường hung lệ, chém giết hết thảy vô địch. Mộ chủ, không tệ, không tệ, ngươi có thể đánh bại đấu chiến thần, cuối cùng không có cô phụ kỳ vọng của ta. Luân hồi mộ địa chi bên trong, quanh quẩn thiên đấu sát thần thanh âm, bất quá, ngươi không thể triệt để diệt sát đấu chiến thần, thủy chung là cái tiếc nuối, ai, có thể muốn chờ ta thức tỉnh, tự mình giáng lâm, mới có thể đem cái này túc địch cùng bản thân giết chết đi, ha ha. Một trận chiến này. Diệp Thần nỗ lực cực kỳ giá cả to lớn, biển cả mênh mông thánh tuyển chi thủy, chỉ ít tiêu hao 6 thành, chú tinh long thần cùng thiên nam tu loại này đỉnh cấp thiên đế hy sinh, huyết long cũng cơ hồ hao hết tất cả năng lượng. Nhưng đến cuối cùng, Diệp Thần cùng không thể triệt để diệt sát đấu chiến thần, chỉ là tạm thời đánh tan linh hồn của hắn ý thức, nhưng không có tiêu diệt linh hồn của hắn căn cơ. Giống đấu chiến thần loại cường giả cấp bậc này, muốn triệt để diệt sát, thực sự thật quá khó khăn, năm đó liền xem như thiên đạo. Đều diệt giết không được đấu chiến thần, chớ nói chi là Diệp Thần. Bây giờ có thể đánh tan đấu chiến thần linh hồn ý thức, nhưng hắn lâm vào lâu dài yên lặng, cái này chiến tích đã là tương đương bưu hãn, Diệp Thần cũng là có chút hài lòng. Thiên đấu sát thần, người chừng nào thì thức tỉnh? Diệp Thần hỏi. Vừa mới cùng đấu chiến thần chém giết, Diệp Thần cuối cùng có thể thắng được, dựa vào là không chỉ là tuyệt mệnh thiên kiếm phong mang, còn có thiên đấu sát thần ý chí. Thiên đấu sát thần cường đại. Vô cho hoài nghi, nếu như hắn có thể thức tỉnh, Diệp Thần liền có thể thêm ra mấy phần lực lượng. Thiên đấu sát thần đạo, ta sao? Ha ha, mộ chủ, hiện tại còn không phải ta chưa tỉnh lại, trên người của ta gánh vác nhân quả quá nhiều, nếu như ta tùy tiện thức tỉnh, ta khí cơ, còn có toàn bộ luân hồi mộ địa, đều sẽ bị thế giới bên ngoài một ít lão quái vật khóa chặt. Vẫn là cẩn thận một chút, chờ ngươi tu vi tiến triển điểm lại nói. Ngô, bất quá chú tinh long thần vẫn diệt. Luân hồi mộ trống rỗng, vậy cũng đại đại không tốt, người phải nghĩ biện pháp nhường cửu thương cổ hoàng tỉnh lại. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, cửu thương cổ hoàng. Thiên đấu sát thần nói, đúng vậy, thế gian này, ta bội phục người không nhiều, cửu thương cổ hoàng tính một cái. Hắn là chân chính lòng mang thương sinh nhân hoàng, cũng không giống như ta như vậy chỉ biết chém chém giết giết, đáng tiếc hắn cuối cùng bị hồn thiên đế giết chết. Diệp Thần nói, ta muốn làm thế nào? Mới có thể để cho cửu thương cổ hoàng tỉnh lại. Hắn nhìn về phía cửu thương cổ hoàng mộ bia, kia mộ bia một mực yên lặng, không có một chút quang mang phát ra. Thiên đấu sát thần nói, năm đó cửu thương cổ hoàng, chết trong tay hồn thiên đế, cũng nhận hồn thiên đế nguyền rủa, linh hồn chịu gông xiềng giam cầm, không thể vươn mình, muốn hắn thức tỉnh, chỉ cần trước phá mất hồn thiên đế nguyền rủa. Diệp Thần nhíu nhíu mày, lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết. Thiên đấu sát thần nói tiếp. Phá giải hồn thiên đế nguyền rủa có hai cái biện pháp, một là ngươi tìm tới huyền vũ mảnh vỡ, bổ đủ thần giáp mệnh tinh, dựa vào thần giáp mệnh tinh chúc phúc, đủ để áp chế hết thảy nguyền rủa. Hai là ngươi đi thu thập tài nguyên, chế tạo chủy thủ vũ cái này vĩ đại kỳ quan, dựa vào chủy thủ vũ phong mang, cũng có thể phá mất nguyền rủa. Chủy thủ vũ, là năm đó cửu thương cổ hoàng chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, cái này vĩ đại kỳ quan nếu là có thể thực hiện, chủy thủ phong mang phô thiên bạo rơi. Hết thảy nguyền rủa gông xiềng đều có thể giải quyết dễ dàng. Thần giáp mệnh tinh, chủy thủ vũ. Diệp Thần cúi đầu thì thào, nghĩ thầm hai cái biện pháp, đều rất không dễ dàng. Thiên đấu sát thần tự nhiên cũng biết điểm này, nói ra, ngươi xem từng bước đi,
cũng không cần gấp tại nhất thời, người có huyết long trợ lực, chương này lớn át chủ bài, đầy đủ ứng đối rất nhiều nguy hiểm, mà lại sau lưng người còn có Mạc Phi Phàm đâu. Huyết long trở lại luân hồi mộ địa chi bên trong, trầm giọng nói ra, ta không được, lần chiến đấu này, ta tiêu hao quá lớn, ta phải ngủ say một đoạn thời gian. Chỉ gặp huyết long thân thể, quang mang ảm đạm, khí tức suy yếu, trong con ngươi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Lần này cùng đấu chiến thần chém giết, nó toàn lực giúp đỡ Diệp Thần, tự thân khí tức tiêu hao rất lớn, mà lại cũng nhận rất nhiều trùng kích, nó nhất định phải ngủ say nghỉ ngơi, nếu không muốn sụp đổ. Huyết long, vậy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thần nói. Thiên đấu sát thần cười ha ha, nói, mộ chủ, người đầu này huyết long, khí tức đã đến đỉnh cấp thiên đế, tu vi xem như đến đỉnh phong, muốn đột phá đỉnh phong, chỉ có chứng đạo siêu trời. Diệp Thần thở dài, muốn chứng đạo siêu phẩm thiên đế, nơi nào có dễ dàng như vậy. Thiên đấu sát thần nói, từ từ sẽ đến đi, ha ha, người trước tập hợp đủ cửu vĩ lại nói. Còn có, người nghĩ cửu thương cổ hoàng thức tỉnh lời nói. Chính mình tu vi tốt nhất tăng lên tới cửu đỉnh cảnh sau lại nói, chủ yếu là ngươi tu vi không đủ, khả năng không chịu nổi cửu thương cổ hoàng nhân hoàng đại trật tự trùng kích. Diệp thần nói, cái này không sao, ta đã lĩnh ngộ đại hiền giả một chút văn minh đạo pháp, cho dù cửu thương cổ hoàng thức tỉnh, hắn nhân hoàng uy áp, ta có thể tiếp nhận. Thiên đấu sát thần rất có điểm ý Hưng Lan San đánh một cái ngáp, nói, tùy ngươi đi, tóm lại ta là không có nhanh như vậy thức tỉnh. Thế giới bên ngoài còn có thật nhiều lão quái vật đang ngó chừng ta, ta nhất định phải cẩn thận. Diệp thần khẽ vuốt cằm, không cần phải nhiều lời nữa, tinh thần từ luân hồi mộ trong đất tới, nhìn quanh đấu chiến phủ sơn môn, liền thấy sơn môn phương viên mấy vạn dặm, đều đã bị san thành phế tích, chàng diện nhìn thấy mà giật mình. Đến mức đấu chiến phủ nhân vật, kia càng là chết lấy hết, toàn trường chỉ có núi trong cửa tế đàn kia cối xay, đang chậm rãi chuyển động. Thiên tổ các cùng sát thiên điện người. Đi đến trên tế đàn, giải khai buộc chặt tiểu mạt lị thân thể xích sắt, đưa nàng ôm xuống. Tiểu mạt lị vẫn còn đang hôn mê bên trong, Lan Tâm Nhụy dò xét lấy mạch đập của nàng, lông mày gấp vặn lấy. Diệp thần hạ xuống đi, đám người tránh ra một lối, Lan Tâm Nhụy cũng tránh ra. Ta cũng không có vật gì tốt đưa cho ngươi, liền cho ngươi hai hột đậu phộng đi. Diệp thần nhãn tình sáng lên, nói, cửu chuyển kim đậu, này cũng là đồ tốt. Hắn lúc này liền đem cái này hai viên kim đậu nhận lấy, đa tạ. Vô luận thụ thương cỡ nào nghiêm trọng, ăn cửu chuyển kim đậu, đều có thể lập tức khỏi hẳn, nếu là vận dụng thỏa đáng, đủ để tại tuyệt cảnh lật bàn. Yên Vũ Điệp cười cười, lại nói, đúng rồi, người đừng lại đi giúp hoàng tự tại cùng thương thiên bạch vũ, chế tạo sáng sinh chi trụ. Diệp thần nghe nói như thế, lập tức thân thể chấn động. Sáng sinh chi trụ sự tình, phi thường bí ẩn, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Yên Vũ Điệp đã biết. Ngươi đều biết rồi, Diệp thần nói. Yên Vũ Điệp nhẹ nhàng gật đầu nói, sáng sinh chi trụ tư tưởng người, gọi Nam Hoa Lão Quân, cũng là 72 trụ thần một trong, hắn đã chết, hắn muốn dựa vào sáng sinh chi trụ phục sinh, tất cả thiên cơ ta đều nhìn thấy, các ngươi không thể gạt được ta. Diệp thần im lặng, sáng sinh chi trụ là vĩ đại kỳ quan, chân chính tư tưởng ra cái này vĩ đại kỳ quan người, Diệp thần trước đó cũng không biết là ai. Hiện tại từ Yên Vũ Điệp trong miệng, mới biết được sáng sinh chi trụ người sau lưng, gọi Nam Hoa Lão Quân, mà lại đã chết. Yên Vũ Điệp nói tiếp, luân hồi chi chủ, người tư tưởng đạo thiên kiếm, muốn khắc lập thiên đạo, ta biết, ngươi chỉ là nghĩ viển vông, cũng không phải là thật muốn thay thế thiên đạo, nhưng Nam Hoa Lão Quân khác biệt, hắn là thật muốn thay thế thiên đạo. Một khi ngày hôm nay nói, bị người thay thế, trái tim của ta liền sẽ sụp đổ, ta cũng sẽ chết đi. Diệp thần nói. Trụ thần không phải sẽ không chết sao? Yên Vũ Điệp nói, đúng vậy, chúng ta 72 trụ thần, phi thường cường đại, thân thể là bất tử bất diệt, tử vong đối với chúng ta tới nói, ngược lại là giải thoát. Đã từng tất cả trụ thần, đều truy cầu biến thành quang, nhưng về sau phát hiện biến thành quang rất khó khăn, có chút trụ thần liền truy cầu tử vong đối với chúng ta là vĩnh hằng giải thoát, tỉ như thiên tổ. Hắn hiện tại liền là một lòng muốn chết, đáng tiếc trụ thần là không có cách nào triệt để chết đi. Ta nói tới chết, là chỉ nhục thân, pháp tắc, linh khí, quy luật, đạo cơ, những vật này triệt để sụp đổ vẫn diệt, chỉ còn lại linh hồn không chết. Không chết linh hồn, sẽ phiêu lạc đến hủy diệt chi hải bên trong, tiếp nhận so phần thiên đại kiếp thống khổ vô số lần tra tấn, khó mà xoay người. Bây giờ thiên cơ lão nhân, hắc hoàng đế, đại hiền giả, còn có Nam Hoa lão quân. Linh hồn của bọn hắn,
đều tại hủy diệt chi hải giãy giụa trầm luân kêu thảm, đối với chúng ta tới nói, bọn hắn thì tương đương với chết rồi. Chỉ còn lại linh hồn, liền là chết. Diệp Thần nói, ta hiểu được, chết là bỏ mình, không phải hồn diệt. Yên Vũ Điệp nói, đúng vậy, ta là không muốn chết, ta tuyệt không thể nhìn người khác khác lập thiên đạo, tới lấy thay trái tim của ta. Hoàng tự tại cùng Thương Thiên Bạch Vũ, nghĩ muốn rèn đúc sáng sinh chi trụ thay thế ta, ta nhất định sẽ giết chết bọn hắn. Ngươi không muốn liên lụy đi vào, đừng lại giúp bọn hắn khác lập thiên đạo. Diệp Thần toàn thân giật mình, nói, ngươi muốn giết Hoàng lão cùng đại chúa tể. Yên Vũ Điệp nói, đúng vậy, ta không giết bọn hắn liền muốn thay thế ta, thiên đạo chỉ có thể có một cái. Diệp Thần nói, chờ một chút, Ngô, cũng không nên hơi một tí liền kêu đánh kêu giết ha. Sự tình nhất định còn có cái khác biện pháp giải quyết. Yên Vũ Điệp lắc suất lắc đầu nói, không có, chỉ có ngươi chết ta sống. Diệp Thần nói, ai, Hoàng lão cùng đại chúa tể, đều là đối với ta có đại ân người, ta không thể tùy ý ngươi đi tổn thương bọn hắn. Yên Vũ Điệp thanh âm buồn bã nói, vậy ngươi cũng muốn đối địch với ta sao? Diệp Thần thở dài nói, không phải, ai, ta kẹp ở giữa, lại cũng khó có thể xử xong, thôi, sau này hãy nói đi. Yên Vũ Điệp đối thiên tổ là có ân tình, cho phép thiên tổ tại thiên đạo bên trên khắc họa luân hồi pháp tắc, Diệp Thần làm thiên tổ người thừa kế, cũng thiếu Yên Vũ Điệp một phần nhân quả. Yên Vũ Điệp cùng Hoang lão, đại chúa tể có mâu thuẫn gì, hắn hai bên đều không tốt tổn thương. Thật sự là khó giải quyết cực kỳ. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cũng không có gì thích đáng biện pháp xử lý. Yên Vũ Điệp cũng minh bạch Diệp Thần nỗi khổ tâm trong lòng, nói, tốt ha, luân hồi chi chủ, ta biết ngươi khó xử, như vậy đi, nếu như ta về sau muốn động sát thủ, ta sẽ sớm nói cho ngươi một tiếng. Diệp Thần cười khổ nói, tốt, tại ngày đó đến trước, ta nhất định sẽ tìm tới một cái song toàn chi pháp. Yên Vũ Điệp khẽ thở dài, hy vọng đi. Kia lần sau gặp lại. Nàng thanh tịnh con ngươi nhìn xem Diệp Thần, trong con ngươi mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng yêu thương, còn có một chút quyến luyến cùng không bỏ, làn thu thủy đưa tình. Diệp Thần tiếp xúc đến Yên Vũ Điệp ánh mắt, lập tức lại cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đợi đến xoay tròn lắng lại, hắn đã một lần nữa về tới thế giới hiện thực, trước mắt là uống say thiếp đi tiểu mạt lị, chung quanh lăng thanh trúc, lan tâm nhụy chờ thiên tổ các cùng sát thiên điện người tại vây quanh, xì xào bàn tán. Diệp Thần trong tay, không biết lúc nào, xuất hiện một cái hộp nhỏ, chính là mới vừa rồi Yên Vũ Điệp đưa cho hắn lễ vật, bên trong chứa hai viên cửu chuyển kim đậu. Diệp Thần thở dài một tiếng, yên lặng cầm lấy mạt lị tay nhỏ, giao cho Lan Tâm Nhụy trong tay, nói, về sau, mạt lị liền giao cho các ngươi chiếu cố. Lan Tâm Nhụy nói, yên tâm đi, luân hồi chi chủ, ta nhất định sẽ đem thiên đạo nữ thần nuôi dưỡng lớn lên. Hai ngày sau đó. Đấu chiến phủ trận kia kinh thiên đại chiến dư ba, đã dần dần lắng lại, trận kia kinh khủng chiến đấu, làm cho Nam Châu trời tọa độ cơ hồ muốn bại lộ, may mắn Lan Tâm Nhụy điều động pháp tắc thần thạch năng lượng, che đậy thiên cơ, che đậy kín Nam Châu trời tọa độ, tránh cho bại lộ ngoại giới. Tiểu mạt lị trưởng thành, cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Diệp Thần đã vận dụng thánh tuyển chi thủy cùng luân hồi pháp lực lượng, nhưng Lan Tâm Nhụy sống lại, nàng lần nữa có được nhục thân, như thiếu nữ tướng mạo cùng tư thái. Nhưng nàng cùng tiểu mạt lị đứng chung một chỗ thời điểm, liền phảng phất tỉ muội. Lăng Thanh Trúc biết Diệp Thần chuẩn bị muốn đi, nàng muốn theo Diệp Thần cùng đi ngoại giới mạo hiểm, nhưng Diệp Thần uyển chuyển cự tuyệt. Lần này Nam Châu Thiên chuyến đi, Diệp Thần trải qua khó khăn trắc trở cùng nguy hiểm, thật sự là kinh tâm động phách, may mắn kết cục cũng tạm được, hắn kiểm kê được mất, thu hoạch phương diện, là luân hồi mộ táng công đạt được đột phá, bước vào táng thiên chi cảnh, lại lấy được thiên nhược hữu tình đồ. Thu lấy tất cả thánh tuyển chi thủy. Cho dù cùng đấu chiến thần một trận chiến, Diệp Thần tiêu hao đại lượng, nhưng còn lại thánh tuyển chi thủy, còn có bốn thành, cũng đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian. Tiểu mạt lị là thuận lợi an trí xong, tiếp xuống liền là chờ đợi nàng lớn lên, tinh hải công ủy thác, Diệp Thần miễn cưỡng cũng coi như hoàn thành, tinh diên ngay tại thiên nhược hữu tình đồ trong thế giới. Chỉ là, tinh diên trên thực tế đã là một bộ tử thi, chỉ là bởi vì có ngày tổ nhân quả luật treo. Nàng mới không có thật chết đi, muốn nhường nàng trùng sinh, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Còn có, chiến thần bao tay 6 viên bảo thạch, Diệp Thần lại lấy được tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch, cũng coi là thu hoạch lớn, chỉ tiếc hắn muốn nhất huyền vũ mảnh vỡ, cũng không tại Nam Châu Thiên, mà là tại sáng đạo nhai. Muốn cầm đến huyền vũ mảnh vỡ, Diệp Thần chỉ có đi sáng đạo nhai một chuyến. Diệp Thần chuẩn bị rời đi.
Lan Tâm Nhụy, Tiểu Mạt Lị, Lăng Thanh Trúc tới đưa tiễn. Tiểu Mạt Lị mặc một bộ tươi mát quần áo xanh lục, một tả một hữu lôi kéo Lan Tâm Nhụy cùng Lăng Thanh Trúc tay, cười hì hì đi vào Diệp Thần trước mặt, nói ra, Diệp Thần ca ca, người muốn đi rồi sao? Diệp Thần gặp Tiểu Mạt Lị vẻ mặt tươi cười bộ dáng, cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, ngồi xổm xuống sờ sờ tóc của nàng, cười nói, ta phải đi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất thương tâm đâu. Tiểu Mạt Lị cười nói, Mạt Lị rất kiên cường, sẽ không khóc, hì hì, bởi vì Lan tỷ tỷ cùng Thanh Trúc tỷ tỷ nói, ngươi sớm muộn sẽ trở lại, trước lúc này, ta phải cố gắng tu luyện, chờ ngươi trở về đi. Nàng dương lên cánh tay của mình, chỉ gặp nàng tay trái trên cổ tay mang theo một cái vòng tay, tay kia còn đính lên lấy một viên thạch rơi, chính là pháp tắc thần thạch. Hiện tại, pháp tắc thần thạch liền từ Tiểu Mạt Lị đeo ở trên người, nàng sẽ từ từ lĩnh hội thần thạch bên trong pháp tắc, thẳng đến nàng có thể một mình đảm đương một phía, khống chế lại trong cơ thể đấu chiến thần cùng Yên Vũ Điệp lực lượng. Diệp Thần cười nói, tốt, Mạt Lị, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ngươi Lan tỷ tỷ cùng Thanh Trúc bên cạnh tỷ tỷ, chờ ngươi trưởng thành, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Tiểu Mạt Lị trịnh trọng gật đầu nói, Diệp Thần cười nói, tốt, ta phải đi. Hắn đứng dậy nhìn xem Lan Tâm Nhụy cùng Lăng Thanh Trúc hai mẹ con, chắp tay cáo biệt. Lan Tâm Nhụy mười phần thoải mái, cho dù từng cùng Diệp Thần tắm rửa bể tình, nàng tựa hồ cũng không có nhiễm cái gì tơ tình, cười phất tay tạm biệt, đi thong thả, luân hồi chi chủ, ta Nam Châu Thiên tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Lăng Thanh Trúc ngược lại là mười phần không bỏ, vành mắt ửng đỏ, kêu lên, uy, đồ nhi, nhớ kỹ quải niệm sư phụ a. Diệp Thần trong lòng ấm áp, cười nói, nhất định. Diệp Thần ra Nam Châu Thiên, cũng không vội lấy đi sáng đạo nhai. Bởi vì, hắn căn bản không biết sáng đạo nhai tọa độ. Năm đó Nam Châu Thiên, ẩn nấp thiên cơ về sau, cùng ngoại giới ngăn cách, cũng đoạn tuyệt rất nhiều nhân quả, dẫn đến tại Nam Châu Thiên cảnh nội, lại không một người biết sáng đạo nhai tọa độ. Diệp Thần muốn biết sáng đạo nhai tọa độ lời nói, chỉ có đến hỏi Tinh Hải Công. Hắn trước tiên phát bệnh ra một đạo phù chiếu, phát hướng kiếm bắc giới, cáo chi Tinh Hải Công. Mình lập tức đã sắp qua đi bái phỏng, mà lại cũng chuẩn bị mang tinh diên trở về. Phù chiếu phát ra về sau, Diệp Thần tinh thần bắn ra đến thiên nhược hữu tình đồ thế giới, hướng tinh diên nói, ta lập tức mang ngươi về nhà. Tinh diên thân thể run lên, nàng lúc này, phi thường xấu xa, ngày xưa kiều nộn ra thịt trắng nõn, đã hiện đầy thi ban, thân bên trên tán phát lấy mùi xác thối, nàng thực sự liền là một cỗ thi thể, nàng một cỗ thi thể còn có thể bảo trì ý thức, còn có thể sống động. Hoàn toàn là bởi vì có ngày tổ nhân quả luật. Diệp Thần nhìn thấy tinh diên thi thể giữ tợn xấu xa bộ dáng, cũng là trong lòng hơi ưu tư, chỉ cảm thấy tử vong đại khủng bố, hồng nhan khô lâu, phồn hoa tan mất, thật sự là nhân sinh không thắng chi buồn. Không, ta không quay về, ta bộ dáng này, làm sao có thể gặp cha mẹ của ta? Tinh diên tại bể tình bên trong, chụp thấy mình mặt mũi tràn đầy thi ban, làn da biến thành màu đen xấu xí bộ dáng, nàng chỉ muốn khóc. Nhưng khô cạn thi thể thực sự chen không ra nửa điểm nước mắt, nàng chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất cùng thống khổ. Chỉ bất quá, nàng bây giờ bộ dáng này, đã không cách nào phản kháng Diệp Thần, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị Diệp Thần mang về nhà. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới kiếm bắc giới bên trong, xa xa nhìn thấy chính mình trước đây lưu lại đồng thau tháp cao, đang trấn thủ lấy kiếm bắc giới trung ương, kia đồng thau tháp cao bên trên không khí dơ bẩn, không ngờ trải qua tán đi. Lúc đầu, ban đầu ở kiếm bắc giới, Diệp Thần cùng Ban Thiên Đế một trận chiến, đồng thau tháp cao lọt vào ô nhiễm, hắn không ngờ tới lúc này đã rửa sạch. Tinh Hải Công thu được Diệp Thần phù chiếu, sớm dẫn người đang đợi lấy, nhìn thấy Diệp Thần thân hình giáng lâm, hắn lập tức đại hỉ, bay tới, kích động nói. Luân hồi chi chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Diệp Thần cũng bay đi, cùng Tinh Hải Công bốn tay đem nắm, nói, tiền bối. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tinh Hải Công nói, Mạt Lị nha đầu kia thế nào? Nam Châu Thiên nhân quả phong bế, Tinh Hải Công cũng chưa từng bắt được cụ thể thiên cơ. Diệp Thần nói, mọi chuyện đều tốt, ta đã thu xếp tốt nàng. Tinh Hải Công nhìn xem Diệp Thần con mắt, từ trong ánh mắt của hắn, liền mơ hồ bắt được vô tận thiên cơ, hắn không khỏi thân thể chấn động, ngơ ngác nói, ngươi. Ngươi tại Nam Châu Thiên, chịu khổ. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có việc gì, ta rất khỏe. Tinh Hải Công từ Diệp Thần trong mắt, đã nhìn thấy rất nhiều nhân quả vết tích, Diệp Thần tại Nam Châu Thiên bên trong đủ loại kinh tâm động phách sự tình, phảng phất ngay tại trước mắt hắn từng cái lướt qua,
hắn thân thể kinh hãi, lại là thở dài, nói. Nghĩ không ra, người tại Nam Châu Thiên bên trong, lại kinh lịch nhiều như vậy khó khăn trắc trở, thật sự là làm khó ngươi. Diệp Thần cười nói, không sao, đều đi qua. Tinh Hải Công ừ một tiếng, hỏi, nữ nhi của ta đâu? Diệp Thần trầm mặc một chút, nói, xuống dưới lại nói. Tinh Hải Công trong lòng siết chặt, gật gật đầu, liền dẫn Diệp Thần tiến vào kiếm bắc giới, cùng hướng về phủ đệ mình đi đến. Bây giờ kiếm bắc giới, đã không có vực nội cùng vực ngoại khác biệt, liền thành một khối, Tinh Hải Công cùng Khô Kiếm Si cũng hòa giải, song phương thủ hạ đệ tử đều cư ở cùng một chỗ, tập võ tu luyện, uống rượu đàm tiếu, một bộ thế ngoại đào nguyên bộ dáng. Diệp Thần hỏi, Khô Kiếm Si tiền bối đâu? Tinh Hải Công nói, hắn bế quan, ai, vẫn là thị kiếm thành Si A, đến, uống rượu đi. Hắn đem bên hông mình hồ lô rượu lấy xuống, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần cười cười, tiếp nhận hồ lô rượu, mở ra cái nắp uống một ngụm, chỉ cảm thấy rượu thuần hậu, kiếm bắc giới vùng quê gió, lại xen lẫn cây lúa linh mễ cùng cao linh lương khí tức thổi tới, thật sự là không thắng khoái hoạt, tâm tình của hắn lập tức thoải mái rất nhiều, nói, rượu ngon. Tinh Hải Công cười ha ha, dẫn Diệp Thần đi vào phủ đệ mình, bảy quẹo tám rẽ sau liền dẫn hắn đi vào một cái yên lặng tiểu trong đình, lui tả hữu, gương mặt trở nên nghiêm nghị, lại dẫn điểm cháy bỏng hỏi. Nữ nhi của ta đâu? Hắn từ trên thân Diệp Thần, có thể nhìn thấy đến một chút Nam Châu Thiên nhân quả, nhưng không phải toàn bộ, dính đến cùng nữ nhi của mình tương quan tâm sẽ bị loạn, kia càng là cái gì đều không nhìn thấy. Ở chỗ này, Diệp Thần im lặng, đem thiên nhược hữu tình đồ thế giới bên trong tinh diên, phóng ra. Tinh diên vừa ra tới, một cỗ nồng đậm thi xú vị, liền ở trong sân lan tràn ra, nàng liền là một bộ cứng ngắc thi thể, liền ánh mắt đều không thể chuyển động. Cũng không có hô hấp nhịp tim, nhưng con mắt mở to, mang theo phức tạp cảm xúc. Cái này thật sự là một màn vô cùng quỷ dị hình tượng, tinh diên đã là thi thể, hết lần này tới lần khác nàng còn sống, hết lần này tới lần khác nàng còn có ý biết. Tinh Hải Công nhìn thấy làn da che kín thi ban, hình dung vô cùng xấu xa tinh diên, chỉ cảm thấy oanh một tiếng, như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, bạch 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 lui lại ba bước, nói, ngươi, ngươi là ai, ngươi không phải nữ nhi của ta. Ngươi là cương thi. Đáng chết quỷ vật, ăn ta một cái ngũ lôi oanh đỉnh phù. Tinh Hải Công cắn răng tức giận, tế ra một đạo linh phù, lôi đỉnh bạo tạc, liền muốn chụp về phía tinh diên đầu. Tinh diên trầm mặc ngây người, mặt mũi tràn đầy đau thương, muốn khóc lại không có nước mắt, chỉ yên lặng kêu một tiếng, nói, cha. Diệp Thần vội vàng ngừng Tinh Hải Công, nói, tiền bối, tỉnh táo, tinh diên cô nương bộ dáng như thế, ta cũng không muốn. Tinh Hải Công chán nản ngồi phịch ở một chương trên băng ghế đá, hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thần thở dài một tiếng, liền đem mình cùng tinh diên đủ loại tranh đấu, còn có tại bể tình bên trong quấn quýt si mê, còn có cuối cùng nàng vì chính mình đỡ kiếm, gặp thiên nam tu trọng kích, trọng thương muốn chết, lại cưỡng ép bị thiên tổ lấy nhân quả luật sâu mệnh sự tình, kỹ càng nói một lần. Cho dù là hai người tắm rửa bể tình, Diệp Thần cũng không giấu giếm. Bởi vì Tinh Hải Công chỉ phải cẩn thận nhìn trộm, luôn có thể nhìn thấy thiên cơ, hắn không thể gạt được, dứt khoát thẳng thắn. Tinh Hải Công ngơ ngác xuất thần, nhìn xem tinh diên bây giờ mặt mũi tràn đầy thi ban xấu xí bộ dáng, thực sự không cách nào đem nàng và mình cái kia thanh xuân hoạt bát, tươi đẹp xinh đẹp nữ nhi liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn hít thở một hơi thật sâu, để cho mình chấn định lại, biết chuyện cho tới bây giờ, lại than thở cũng là vô dụng, chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết, nói ra. Luân hồi chi chủ, nhà ta tinh diên là thay ngươi đỡ kiếm, mới lưu lạc đến tận đây, ngươi nhất định phải cứu nàng. Mà lại, ngươi cùng nàng có tiếp xúc da thịt, cũng không thể bội tình bạc nghĩa. Lời nói này nói đến 10 phần nghiêm trọng, Diệp Thần nghe, liền là một trận xấu hổ, nhưng sự tình đã xông ra, hắn tự nhiên cũng sẽ phụ trách. Hồi tưởng lại lúc trước cùng tinh diên tắm rửa bể tình kiều diễm hình tượng, Diệp Thần tâm thần cũng hơi hơi dập dờn. Lại nhìn thấy nàng bây giờ xấu xa như cương thi bộ dáng, hắn cũng không thể thờ ơ, nhân tiện nói. Tiền bối xin yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sống tinh diên cô nương, ngô, muốn ta phụ trách địa phương, ta từ cũng không thoái thác. Tinh diên ngơ ngác nhìn Diệp Thần, thần sắc phi thường phức tạp, cũng may mà nàng hiện tại không có hô hấp và nhịp tim, bằng không mà nói, nàng tất nhiên là hô hấp dồn dập, tim đập như hươu chạy, không biết như thế nào cho phải. Dù sao nàng cùng Diệp Thần có tiếp xúc da thịt, lại tại cha mình trước mặt cởi trần, thật sự là xấu hổ không thôi.
Tinh Hải Công bấm ngón tay tính toán, trong cõi U Minh nhìn thấy phá cục chi pháp, nói, muốn cứu sống nhà ta Tinh Diên, nhất biện pháp tốt, liền là dùng ngươi thần giáp mệnh tinh. Thần giáp mệnh tinh, là thế gian cường đại nhất thủ hộ tinh thần, ngôi sao này thủ hộ quang huy chiếu dọi xuống đi, đủ để người chết sống lại, mọc lại thân thể, nhà ta Tinh Diên nếu là đạt được ngươi chúc phúc, kia nghĩ đến là có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Diệp Thần gật gật đầu, tự nhiên cũng là biết thần giáp mệnh tinh cường đại, thậm chí có thể nhường Mặc Phi Phàm đều chiếm được chúc phúc, thoát khỏi tuổi thọ hao hết nguy hiểm. Nhưng, nhất định phải là hoàn chỉnh thần giáp mệnh tinh, mới có cái hiệu quả này. Diệp Thần liền nói với Tinh Hải Công, tiền bối, ta phải tập hợp đủ thần giáp mệnh tinh cuối cùng một mảnh vụn, chính là huyền vũ mảnh vỡ, mới có thể nhường thần giáp mệnh tinh, có được nhất viên mãn thủ hộ chúc phúc chi lực. Huyền vũ mảnh vỡ, đối Diệp Thần tới nói, có thể nói là vô cùng trọng yếu, đây là thần giáp mệnh tinh cuối cùng một khối ghép hình. Nếu là có thể đạt được huyền vũ mảnh vỡ, Diệp Thần thần giáp mệnh tinh khôi phục hoàn chỉnh, không chỉ là có thể cứu sống Tinh Diên, còn có thể chúc phúc Mặc Phi Phàm. Mà Diệp Thần chính mình thực lực, cũng tất nhiên có thể tăng lên tới cửu đỉnh cảnh. Cửu đỉnh cảnh A, đây chính là thượng vị thần, cùng trung vị thần là hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Đến cửu đỉnh cảnh về sau, Diệp Thần cường độ linh khí liền có thể tăng lên rất nhiều, thi triển rất nhiều thần thông đạo pháp, đều có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tinh Hải Công ẩn ẩn nhìn thấy đến cái gì, nói, huyền vũ mảnh vỡ, là đang sáng tạo đạo nhai A. Diệp Thần nói, đúng. Tinh Hải Công đứng dậy, đi qua đi lại, trong tay bóp ngón tay không ngừng suy tính, xem bói cát hung, trầm ngâm nói, huyền vũ mảnh vỡ đã biến hóa, là vì huyền vũ đế quân, hắn lúc đầu tại Nam Châu Thiên, nhưng biết người muốn đi Nam Châu Thiên, liền lập tức chạy trốn. Bất quá, hắn nhưng không có một mực chạy xuống đi, đoán chừng cũng cảm thấy, một mực chạy trốn không phải biện pháp, bây giờ đi sáng đạo nhai, hơn phân nửa là tìm cái thế lực đầu nhập vào. Người muốn cầm đến huyền vũ mảnh vỡ, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Diệp Thần nhìn xem Tinh Hải Công, thành tâm hỏi, không biết tiền bối có gì diệu pháp. Huyền vũ mảnh vỡ đang sáng tạo đạo nhai, nhưng sáng đạo nhai thế giới, đối Diệp Thần tới nói, chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn muốn đi cướp đoạt huyền vũ mảnh vỡ, tự nhiên là vô cùng gian nan. Tinh Hải Công trầm ngâm một hồi, nói, ta đưa cho ngươi ngọc bội vẫn còn chứ. Diệp Thần nói, đến ngay đây. Liền là móc ra nửa khối uyên ương ngọc bội, đây là Tinh Hải Công năm đó, cùng vợ hắn Khương Dít Gào Vân Tín vật đính ước. Tinh Hải Công nói, ngươi mang theo cái này nửa khối ngọc bội, còn có nữ nhi của ta, đi sáng đạo nhai tìm Vân Nhi đi. Vân Nhi là sáng đạo nhai mưa kiếm điện thánh nữ, luân hồi chi chủ, ngươi đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi muốn đoạt lấy huyền vũ mảnh vỡ, một người quá gian nan, nhưng nếu có Vân Nhi trợ lực, kia liền có thể dễ dàng một chút. Ai, Vân Nhi tính tình không tốt lắm, hơn phân nửa cũng sẽ không quản ta cái gì tín vật đính ước, nhưng nàng nhìn thấy nữ nhi bộ dáng như vậy, tổng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tinh Hải Công nhìn xem Tinh Diên cương thi đáng thương bộ dáng, lập tức liền lão lệ doanh tròng, không thắng bi thương. Diệp Thần nói, tốt, tiền bối, vậy ngươi nói cho ta sáng đạo nhai tọa độ, ta lập tức liền xuất phát. Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên xuất phát đi sáng đạo nhai, nếu không thiên cơ khuếch tán ra. Huyền vũ đế quân biết hắn muốn tới, rất khả năng lại muốn chạy. Tinh Hải Công khoát tay một cái nói. Không cần vội như vậy, ngày mai tái xuất phát cũng không muộn, ta cùng ta nữ nhi ngoan đêm nay họp gặp. Diệp Thần gật đầu nói, cũng tốt. Đêm đó, Diệp Thần liền lưu tại Tinh Hải Công trên tòa phủ đệ, Tinh Hải Công, Tinh Diên hai cha con tại đoàn tụ, hắn thì một mình lưu trong phòng, tĩnh tọa điều tức, cảm ngộ Nam Châu Thiên lịch luyện được mất. Lần này Nam Châu Thiên chuyến đi. Ta được đến tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch, thu hoạch này cũng không tệ. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, liền lấy ra tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch, hai viên bảo thạch lơ lửng trước người, phân biệt tản mát ra tinh nguyệt quang huy, mông lung, như mộng như ảo, hắn có thể từ trong đó bắt được năng lượng bàng bạc linh khí. Diệp Thần bản thân liền tu luyện đủ loại tinh không đạo pháp, như tinh không đạo thư, thiên đạo đại tinh không, huyền thiên tinh lưu quyết, tinh không đỉnh, tinh bạo khí lưu trảm các loại, nếu như có thể luyện hóa tinh chi thạch, hắn tu vi tất có thể tăng lên rất nhiều. Còn có nguyệt chi thạch, khối bảo thạch này mang theo cường đại ảo mộng hiệu quả, nếu là luyện hóa chấp trưởng, hắn vạn hoa đồng huyết nhãn huyễn thuật tạo nghệ, cũng có thể nâng cao một bước. Nhưng tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch, đều là phi thường cổ xưa bảo thạch, phía trên mang theo viễn cổ cấm chế pháp tắc, người bình thường muốn luyện hóa trưởng khống, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Đương nhiên,
cái này không làm khó được Diệp Thần. Đạo Thiên Sơn Hà Lô, ra. Diệp Thần không nói hai lời, trực tiếp liền trong phòng, tế ra Đạo Thiên Sơn Hà Lô, cùng bắn ra một sợi Chu Tước Thiên Hỏa, bắn vào trong lò. Lập tức, toàn bộ Đạo Thiên Sơn Hà Lô, liền xông lên cuồn cuộn liệt diễm, Diệp Thần lại đem Tinh Chi Thạch cùng Nguyệt Chi Thạch, đều ném đi vào, không ngừng dùng Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong Thiên Hỏa, không ngừng rèn luyện. Tại Đạo Thiên Sơn Hà Lô lực lượng, còn có Chu Tước Thiên Hỏa lực lượng mãnh liệt trùng kích vào, Tinh Chi Thạch cùng Nguyệt Chi Thạch cấm chế phía trên pháp tắc, rất nhanh liền bị dung xóa đi. Chỉ là ngắn ngủi một cái canh giờ, cái này hai viên bảo thạch, liền không có bất kỳ cái gì kháng cự ý chí, tựa như mới quen quả đào Mặc Quân ngắt lấy. Diệp Thần không do dự, lập tức vận chuyển luân hồi pháp, tại song trong lòng bàn tay, các huyễn hóa ra một cái nho nhỏ luân hồi mâm tròn, lại đem Tinh Chi Thạch cùng Nguyệt Chi Thạch, chộp trong tay, trực tiếp thôn vệ vào trong thân thể. Oanh! Tinh Chi Thạch cùng Nguyệt Chi Thạch nhập thể, Diệp Thần lập tức liền cảm thấy hai cỗ bàng bạc hung mãnh năng lượng, mang theo vạn cổ tinh nguyệt vĩ đại quang huy, tại thể nội nổ tung mà ra. Có thể tưởng tượng, năm đó đấu chiến thần, vì rèn đúc Tinh Chi Thạch cùng Nguyệt Chi Thạch, đến cùng hao phí bao lớn tâm huyết. Cái này hai viên bảo thạch, là từ chư thế ngàn vạn tinh thần cùng mặt trăng rèn đúc mà thành, còn đúc nóng rất nhiều ma thần máu tươi cùng tinh hồn, thậm chí bên trong còn có thiên đạo pháp tắc tồn tại, năng lượng phi thường khủng bố. Lấy Diệp Thần thiên nguyên cảnh 9 tầng sơ giai tu vi, hắn đương nhiên không có khả năng hoàn toàn hấp thu Tinh Chi Thạch cùng Nguyệt Chi Thạch linh khí, như thế sẽ đem thân thể của hắn no bạo rơi. Từ Tinh Chi Thạch cùng Nguyệt Chi Thạch chảy ra linh khí, Diệp Thần toàn bộ đem lắng đọng xuống, hóa thành chính mình trong đan điền căn cơ, còn lại một chút thân thể có thể thừa nhận được linh khí, hắn liền đem chi vận chuyển tới toàn thân bên trong, không ngừng làm bản thân mạnh lên gân cốt kinh lạc. Như thế lại qua một canh giờ, Diệp Thần chỉ là hấp thu Tinh Chi Thạch cùng Nguyệt Chi Thạch bộ phận linh khí, hắn toàn thân khí tức đã là ầm ầm bắn ra lôi minh, cả người tinh nguyệt quang huy nổ tung, tu vi cảnh giới tiến mạnh, xương cốt răng rắc rung động, lại có một cỗ luân hồi kim quang từ đỉnh đầu phun ra, nhét đầy gian phòng, tràn đầy đến bên ngoài phòng đi, ào ào chiếu rọi chân trời. Trong chớp nhoáng này, Diệp Thần tu vi liền từ phía trên nguyên cảnh 9 tầng sơ giai, liên tục vượt 2 cấp, đạt tới 9 tầng cao giai tình trạng. Rất tốt, vậy mà để cho ta liên tục vượt 2 cấp, cái này Tinh Chi Thạch cùng Nguyệt Chi Thạch, năng lượng quả nhiên dồi dào. Diệp Thần một trận mừng rỡ, hiện tại hắn khoảng cách cửu đỉnh cảnh thượng vị thần cảnh giới, kia là càng ngày càng gần. Không trải qua vị thần, có thượng vị thần pháp tắc, đơn thuần dựa vào đối tài nguyên tăng lên, căn cơ tất nhiên phù phiếm, nhất định phải có cường hãn thâm hậu đường lớn căn cơ. Diệp Thần thần giáp mệnh tinh thiếu một khối, đường lớn không được đầy đủ. Hắn nghĩ tấn thăng cửu đỉnh cảnh, mà lại muốn để căn cơ vững chắc, thần giáp mệnh tinh nhất định phải bù đắp, cuối cùng một khối huyền vũ mảnh vỡ ắt không thể thiếu. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, chúc mừng đột phá a, sao không đi ra tụ lại. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lấy muốn làm sao cướp đoạt huyền vũ mảnh vỡ thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Là Khô Kiếm Si Tiền Bối thanh âm. Diệp Thần trong lòng hơi động, ra gian phòng. Xa xa nhìn thấy Kiếm Bắc giới trung ương đồng thau tháp cao, trên đỉnh tháp sừng có một thân ảnh đứng. Kia là một đạo già nua thân ảnh khô gầy, chính là Khô Kiếm Si, cho dù cách xa nhau tương đối xa, lại là đêm tối, Diệp Thần cũng có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, bởi vì trên người Khô Kiếm Si, bao phủ một cỗ thuần ánh sáng trắng huy, trong đêm tối lộ ra tương đương chú mục. Diệp Thần xa xa chắp tay, cao giọng nói ra, Khô Kiếm Si tiền bối, nghe nói người bế quan, hiện nay là xuất quan a. Khô Kiếm Si ha ha cười nói, luân hồi chi chủ pháp giá tái nhập, ta lại há có thể bế mà không thấy. Tới họp gặp đi. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, một chút đầu, thân hình lắc động một cái, đã xuyên qua hư không, xuất hiện tại đồng thau tháp cao trên đỉnh tháp, cùng Khô Kiếm Si sóng vai đứng chung một chỗ, kêu lên, tiền bối. Không ngờ, Diệp Thần lời còn chưa dứt, Khô Kiếm Si lại cười ha ha, bỗng nhiên gảy ngón tay một cái, một đạo thuần trắng kiếm quang. Mang theo cực kỳ hung mãnh bá đạo sát phạt, hướng về Diệp Thần xuyên qua mà tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cái này thuần trắng kiếm quang, chính là thiên quang luân hồi trảm quang mang. Trước kia Khô Kiếm Si, thiên quang luân hồi trảm kiếm đạo tu vi, chỉ có thể miễn cưỡng nói nhập môn, nhưng bây giờ đã tiếp cận tinh thông, kiếm khí sát phạt tiến mạnh, hắn bế quan tu luyện hiển nhiên có thu hoạch. Bất quá đạo này thuần trắng kiếm quang, liền là thuần túy kiếm ý sở hóa. Cũng không có xen lẫn Khô Kiếm Si tự thân thiên đế tu vi, hắn hiển nhiên chỉ muốn cùng Diệp Thần luận bàn một chút,
hay là muốn thi cứu Diệp Thần kiếm đạo tu vi. Diệp Thần thông minh nhanh trí, nhìn thấy điểm này về sau, cũng là lập tức gảy ngón tay một cái giết ra, cũng là thi triển ra Thiên Quang Luân Hồi Trảm, một đạo thuần trắng kiếm mang từ đầu ngón tay bắn ra. Nếu như là khô kiếm si sắc trời kiếm đạo, là tiếp cận tinh thông, kia Diệp Thần liền là chân chính tinh thông, chân chính đăng đường nhập thất. Hắn tại Nam Châu Thiên thời điểm, đầu tiên là lĩnh hội kinh hồng bức tường, về sau lại lấy được Thiên Tổ chúc phúc, cái này Thiên Quang Luân Hồi Trảm tu vi tạo nghệ, đã đến phi thường cường đại tình trạng, một kiếm ra có thể trảm tinh nguyệt, có thể quét hoàn vũ, thậm chí xuyên qua đa duy không gian cũng không thành vấn đề, lấy thiên nguyên cảnh 9 tầng chi thân, chém giết phổ thông thần vương tựa như cắt cỏ. Cong! Hai đạo thuần trắng kiếm quang, trên không trung giao hội va chạm, xuy một tiếng, Diệp Thần kiếm quang, lập tức liền đem khô kiếm si kiếm quang nghiền nát, thậm chí kiếm quang phá sát, cuối cùng lại tước mất khô kiếm si một khổ người ra, phía trên mang theo máu tươi cùng tóc. Khô kiếm si ngẩn ngơ, cả người đều ngây ngẩn cả người, vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần kiếm đạo, lại cường đại đến nước này. Diệp Thần thấy mình đả thương khô kiếm si, cảm thấy hảo hảo áy náy, nói ra, tiền bối, ngươi làm sao không tránh. Khô kiếm si ngây người một chút, sau đó ha ha cười nói, luân hồi chi chủ, lợi hại, lợi hại. Ngươi quả nhiên thiên phú vô địch a, ta là không ngờ tới kiếm đạo của ngươi, lại tinh tiến đến tình trạng như thế. Hắn trong lời nói, lại dẫn một cỗ cô đơn, ta nguyên lai tưởng rằng, ta bế quan lĩnh hội kiếm đạo, đã có sở thành, không nghĩ tới tiến bộ của ngươi, còn nhanh hơn ta. Ai, người với người thiên phú, quả nhiên không thể cua đũa cả nắm, thiên phú của ngươi mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Diệp Thần nói ra, không phải, tiền bối, ta là có. Hắn sắc trời kiếm đạo, có thể tinh tiến đến cảnh giới như thế, là bởi vì có đại ái thần phong tinh tuyết cùng thiên tổ chúc phúc trợ lực, bằng không, hắn cũng không có nhanh như vậy tiến bộ. Khô kiếm si khoát khoát tay, đánh gãy Diệp Thần, nói, tốt, không nói cái này, tóm lại, luân hồi chi chủ lợi hại hơn ta, ta cũng không tính mất mặt, ha ha. Dừng một chút, hắn lại chỉ vào dưới chân đồng thau tháp cao, nói, ngươi tòa tháp này, lúc đầu bị ban thiên đế ô nhiễm, ta đã dùng ta kiếm, giúp ngươi dọn sạch hết thảy ô uế chướng khí, ngươi có thể mang theo tòa tháp này rời đi, dù sao cũng là ngày xưa cửu thương cổ hoàng vĩ đại kỳ quan a, ta kiếm bác giới cũng không thể nuốt riêng. Mặt khác, người cũng không cần lo lắng, có ta trấn thủ kiếm bắc giới, giới này sẽ không sụp đổ, tóm lại sẽ không để cho ngươi nhiễm tội lỗi gì nhân quả. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức vui mừng, nói, tiền bối đại ân, đa tạ. Khô kiếm si con mắt nhắm lại, nói, muốn nói ta ơn hẳn là ta, ngươi giải khai tâm kết của ta, ngươi mới là ta đại ân nhân, ha ha. Lại hỏi, ngươi là chuẩn bị đi sáng đạo nhai rồi. Diệp Thần nói, đúng thế. Khô kiếm si biểu lộ trở nên có chút nghiêm nghị cùng lo lắng, nói ra, đối với người ngoài tới nói, sáng đạo nhai thế giới vô cùng nguy hiểm, có ai tiếp ứng ngươi sao? Diệp Thần nói, Tinh Hải Công tiền bối nói, vợ hắn Khương Rít Gào Vân sẽ tiếp ứng ta. Khô kiếm si nhướng mày, nói, Khương Thánh Nữ tính tình, theo năm đó Tinh Hải Công xa vào uống rượu, không chịu mạo hiểm chứng đạo siêu ngày sau, nàng tính tình liền trở nên phi thường táo bạo, bất cận nhân tình, ân, còn có. Ngươi chiếm nữ nhi của nàng trong sạch, lại làm cho nàng nữ nhi biến thành một bộ tử thi, nàng không giết ngươi cũng được rồi, ngươi nhớ nàng tiếp ứng, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Diệp Thần cùng Tinh Diên ở giữa ân oán liên quan, khô kiếm si hiển nhiên cũng là nhìn thấy thiên cơ. Lập tức, Diệp Thần liền một trận xấu hổ, bất đắc dĩ nói ra, phát sinh sự tình đã phát sinh, nàng mắng ta cũng vô dụng thôi, bây giờ chỉ có cùng một chỗ liên thủ nghĩ biện pháp giải quyết. Khô kiếm si thở dài. Tốt a, coi như Khương Thánh Nữ chịu giúp ngươi, nhưng ngươi đi đến sáng đạo nhai thế giới về sau, cũng cần phải cẩn thận, đặc biệt là phải cẩn thận đạo huyền tổ sư, ta suy tính đến, huyền vũ đế quân đã đầu nhập vào đạo huyền tổ sư, ngươi muốn đoạt lấy huyền vũ mảnh vỡ, đạo huyền tổ sư nhất định không cho phép, sợ là sẽ phải có một trận gió tanh mưa máu a. Diệp Thần trong lòng run lên, hỏi, đạo huyền tổ sư. Khô kiếm si nói, đúng vậy, sáng đạo nhai thế giới có 4 thế lực lớn. Thiên Hằng giáo phái, Sáng Đạo Cung, Mưa Kiếm Điện, Tinh Không Đảo, trong đó lấy Sáng Đạo Cung thực lực cường đại nhất. Sáng Đạo Cung cung chủ đạo huyền tổ sư, chính là sáng đạo nhai đệ nhất cường giả, năm đó là thiên tổ tại không không thời không cận thân tùy tùng, thậm chí từng cùng thiên tổ luận đạo. Diệp Thần lấy làm kinh hãi nói, đạo này huyền tổ sư, thế mà lợi hại như vậy, còn từng cùng thiên tổ luận đạo. Khô kiếm si nói, tại thiên tổ trước mặt,
đạo huyền tổ sư đương nhiên là kẻ như run rế, nhưng tư tưởng, đạo tâm, trí tuệ, linh căn, những vật này không phải nói tu vi càng cao liền càng lợi hại. Đạo huyền tổ sư năm đó là có đại tuệ căn, đại trí tuệ, hắn từng giúp thiên tổ giải hoặc. Diệp thần nói, ồ. Khô kiếm si nói, thiên tổ đã từng có một vị hồng nhan chi kỷ, ân, gọi phong tinh tuyết, xưng là đại ái thần, lúc đầu nàng tự chém thiên cơ về sau, ta là không nhớ ra được tên của nàng, nhưng ngươi giải khai thiên cơ mê vụ, ngày xưa nhân quả lại lần nữa hiện lên. Diệp thần khẽ gật đầu, ừ một tiếng. Khô kiếm si nói tiếp, thiên tổ cùng phong tinh tuyết, tình cảm dây dưa rắc rối phức tạp, thiên tổ từng một lần buồn rầu, không biết là muốn làm bằng hữu hay là làm người yêu, ngươi phải biết, tình một chữ này, thế gian nan giải nhất, dù cho là thiên tổ cũng không thể giải khai. Đạo huyền tổ sư liền cùng thiên tổ luận đạo, hắn nói, thiên tổ vô luận là muốn trở thành quang, vẫn là muốn lấy được tử vong giải thoát, cũng không thể nhiễm quá nhiều nhân quả, tơ tình là thế gian đáng sợ nhất nhân quả, một khi bị quấn quanh, tơ tình kết tại yết hầu bên trong, hình như có còn không, người lại bị trói buộc đến không thể hô hấp. Nghĩ muốn có thành tựu, liền không thể vi tình sở khốn. Đạo huyền tổ sư liền thuyết phục thiên tổ, gọi hắn huy kiếm chảm tơ tình, tuyệt đối không thể bị tơ tình chỗ trói buộc. Thiên tổ thuận theo, từ một ngày kia trở đi, hắn liền quyết tâm cùng phong tinh tuyết chỉ làm bằng hữu, không làm người yêu, hắn chỉ đem phong tinh tuyết xem như thân muội tử. Cũng là từ một ngày kia trở đi, đạo tâm của hắn liền biến đến vô cùng tinh khiết, mất đi thực lực rất nhanh khôi phục, không còn bị khốn ở không không lúc nào không. Chỉ bất quá, về sau phong tinh tuyết rời đi thời điểm, thiên tổ lại là rơi lệ, ta không dám nhìn trộm thiên tổ bản tâm, ta tưởng, khả năng tơ tình thực sự không phải tốt như vậy chặt đứt ha. Nói xong lời cuối cùng, khô kiếm si cũng không nhịn được một tiếng than thở, vô hạn thổn thức. Diệp thần nghe được ngơ ngác xuất thần, không nói gì với nhau. Khô kiếm si tiếp tục nói, năm đó đạo huyền tổ sư, cùng thiên tổ luận đạo địa phương, là một vách núi, kia vách núi về sau liền thành sáng đạo nhai, thiên tổ lấy sáng đạo nhai làm hạch tâm, chế tạo ra một phương đại thế giới, chính là bây giờ sáng đạo nhai thế giới. Đạo huyền tổ sư bởi vì khuyên can có công, hắn bị thiên tổ ủy thác trách nhiệm, chấp trưởng toàn bộ sáng đạo nhai thế giới trí cao quyền hành, thiên tổ còn đem một cái thánh vật giao cho hắn. Diệp thần nghe được thánh vật hai chữ, lập tức trong lòng hơi động, hỏi, là cái gì thánh vật? Hiện tại hắn thiên tổ lệnh đã không có, thiên tổ nói qua, nghĩ một lần nữa thành lập câu thông, trừ phi hắn có thể tiếp xúc đến sáng đạo nhai thánh vật. Kia sáng đạo nhai thánh vật, có ngày tổ lưu lại ý chí cùng lực lượng, Diệp thần nếu như có thể tiếp xúc đến, liền có cơ hội một lần nữa nhìn thấy thiên tổ. Cho nên, hắn cũng rất muốn biết, kia thánh vật đến cùng là cái gì. Khô kiếm si lộ xảy ra chút kiêng kỵ cùng run rẩy thần sắc, hơi có chút thần bí nói ra, kia thánh vật, là một tôn cổ lão ma tượng, là thiên không thú hoàng pho tượng. Diệp thần nói, cổ lão ma tượng, thiên không thú hoàng. Khô kiếm si nói, đúng vậy, ai, đáng tiếc ta không thể nói quá nhiều, bởi vì ta sợ hãi lọt vào thiên không thú hoàng tà niệm ác túy xâm lấn, ta chỉ có thể nói cho ngươi, mười đuôi thần thú huyễn tưởng khái niệm, là từ trên thân thiên không thú hoàng lưu truyền tới, nói đúng ra, mười đuôi thần thú, là thiên không thú hoàng tâm ma. Nghe nói như thế, Diệp thần kinh ngạc đến tột đỉnh, nói, cái gì, mười đuôi thần thú, là thiên không thú hoàng tâm ma. Cái này thiên không thú hoàng, đến cùng là thần thánh phương nào. Thiên không thú hoàng danh hào, Diệp thần chưa từng nghe qua, nhưng thập vĩ thần thú, thế nhưng là như sấm bên tai, toàn bộ không không lúc nào không không ai không biết, không người không hay. Thập vĩ thần thú, đã từng chỉ là ảo tưởng khái niệm, cùng không phải chân thực tồn tại, là vũ hoàng cổ đế tương lai thân đà đế cổ thần, đem thập vĩ thần thú huyễn tưởng, chế tạo ra chân thực. Nhưng năm đó đà đế cổ thần chế tạo ra thập vĩ, cũng chỉ là một đầu ấu thú. Thập vĩ là không không lúc nào không cực kỳ nổi tiếng đại khủng bố, tràn ngập vô biên sát khí cùng ô nhiễm, liền xem như thiên đế cấp bậc cường giả, đều không cách nào nhìn thẳng thập vĩ, dám can đảm nhìn thẳng liền sẽ bị ô nhiễm tinh thần, đạo tâm muốn sụp đổ. Năm đó đà đế cổ thần chế tạo ra thập vĩ, chỉ là ấu thú, đã là vô cùng kinh khủng, về sau đại đồ đệ của hắn Dạ Hàn, đem thập vĩ ấu thú trộm đi về sau, đều không thể trưởng khống lấy, chỉ có thể đem cắt phân, biến thành bây giờ chín đầu vĩ thú. Thập vĩ ấu thú đều cường đại như vậy, kia hoàn chỉnh thập vĩ, quả thực là không thể tưởng tượng đại khủng bố. Mà khô kiếm si lại nói, thập vĩ thần thú chỉ là thiên không thú hoàng tâm ma. Kia thiên không thú hoàng bản thân, lại sẽ cường đại đến mức nào? Diệp thần không cách nào tưởng tượng,
cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái này Thiên Không Thú Hoàng, hắn là trụ thần sao? Khô Kiếm Si lắc đầu thở dài, ta không thể nói quá nhiều, bởi vì Thiên Không Thú Hoàng khí tức quá kinh khủng, liên quan tới hắn sự tình, ta không thể tiết lộ quá nhiều, nếu không ắt gặp tà ma ác niệm xâm lấn, ta đạo tâm có thể nhịn không được a. Ngươi muốn biết Thiên Không Thú Hoàng sự tình, liền tự mình đi sáng đạo nhai thế giới đi, đến hỏi Khương Thánh Nữ, nàng sẽ trả lời ngươi. Thiên Không Thú Hoàng pho tượng, từ đạo huyền tổ sư sáng đạo cung chủ quản, Huyền Vũ Đế Quân đã đầu nhập vào đạo huyền tổ sư, ngươi muốn đoạt lấy Huyền Vũ mảnh vỡ, khó, khó, khó. Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn, không hiểu có chút cảm giác hít thở không thông. Thiên Không Thú Hoàng, thập vĩ thần thú, đạo huyền tổ sư. Có thể tưởng tượng, đủ loại này khái niệm, đều sẽ trở thành hắn cướp đoạt Huyền Vũ mảnh vỡ to lớn lực cản. Khô Kiếm Si thở dài, nếu như là đi thế giới khác, ta có lẽ có thể giúp ngươi, nhưng thiên tổ thất giới có ngày tổ thất giới quy củ, ta thân là kiếm bắc giới bên trong người, cũng không tiện can thiệp sáng đạo nhai thế giới nhân quả, ai, lần này đi sáng đạo nhai, luân hồi chi chủ, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngô, hoặc là ngươi kêu lên Mặc Phi Phàm. Diệp Thần mắt sáng lên, nắm chặt lại quyền, nói, không cần, ta không thể cái gì đều ỷ lại Nhâm tiền bối, sáng đạo nhai coi như lại hung hiểm, ta cũng muốn trước tự mình đi xông vào một lần. Khô Kiếm Si nói, tốt a, ân, tòa này đồng thau tháp cao, ngươi liền mang về đi, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Diệp Thần nói, được, chắp tay hướng Khô Kiếm Si từ biệt, tiền bối, vậy ta liền đi trước, cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy. Khô Kiếm Si gật gật đầu, lập tức liền đưa Diệp Thần rời đi. Diệp Thần mang đi đồng thau tháp cao, Khô Kiếm Si thân hóa một vệt ánh sáng kiếm, trấn thủ toàn bộ kiếm bắc giới. Diệp Thần về tới Tinh Hải Công phủ đệ, lại là khó mà ngủ, chỉ cảm thấy lần này đi sáng đạo nhai, nhất định là hung hiểm vô cùng. Luân hồi mộ địa chi bên trong, Huyết Long tựa hồ cũng cảm thấy Diệp Thần khó xử, từ trong ngủ mê tỉnh lại, nói ra, chủ nhân, sáng đạo nhai hung hiểm, ta nhất định phải thủ hộ ngươi. Diệp Thần nói, ngươi trạng thái còn không có khôi phục a. Trước đó tại Nam Châu Thiên, cùng đấu chiến thần một trận chiến, Huyết Long tiêu hao quá lớn. Mà lại, Huyết Long còn nhận lấy to lớn trùng kích, sức sống đại thương. Nó trạng thái như vậy, muốn đến giúp Diệp Thần, hiển nhiên rất không có khả năng. Huyết Long nói, chủ nhân, ta trạng thái hoàn toàn chính xác còn không có khôi phục, nhưng ngươi có thể đem bát vĩ cho ta thôn vệ bát vĩ, trạng thái tất có thể khôi phục đỉnh phong. Thậm chí siêu việt. Nó tâm tâm niệm niệm, liền là thôn phệ tất cả vĩ thú năng lượng, chứng được đường lớn, đột phá vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Diệp Thần nhướng mày, bát vĩ phong ấn tại kia tiểu cương thi tiểu mộng trong cơ thể, bây giờ tiểu mộng cùng thân hạc ở tại luân hồi trời trong nước, lấy trước mắt Diệp Thần thủ đoạn, muốn đem bát vĩ năng lượng, từ nhỏ trong mộng bên trong lấy ra, cũng không phải việc khó. Nhưng vấn đề là, bát vĩ kim ô tước, thực lực phi thường nhỏ có thể, một khi lấy ra, Diệp Thần rất khả năng khống chế không nổi. Nếu là bát vĩ họa loạn, vậy nhưng liền phiền toái. Ta khả năng không trấn áp được bát vĩ, nếu là đem bát vĩ phóng xuất, sợ sinh họa loạn, vẫn là chờ ta cầm tới Huyền Vũ mảnh vỡ lại nói. Diệp Thần nếu có thể cầm tới Huyền Vũ mảnh vỡ, đường lớn bù đắp, tấn thăng đến cửu đỉnh cảnh, hắn liền có đầy đủ lòng tin, có thể trấn áp bát vĩ, nhường Huyết Long thuận lợi thôn phệ. Về phần hiện tại, hắn tư liệu thực lực còn chưa đủ. Huyết Long nói, chủ nhân, ngươi muốn cầm đến Huyền Vũ mảnh vỡ, có thể không dễ dàng như vậy a. Không bằng ngươi liền đem bát vĩ phóng xuất, tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng nếu như ta có thể nuốt mất bát vĩ, trạng thái khôi phục, ta sẽ có thể giúp đến ngươi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, sau này hãy nói đi, hiện tại thả ra bát vĩ, vẫn là quá nguy hiểm. Huyết Long lập tức câm lặng, thở dài một tiếng, nói, vậy dạng này, chủ nhân, ngươi đi đến sáng đạo nhai. Muốn là đụng phải nguy hiểm gì, ta sẽ rất khó giúp một tay. Trước mắt Huyết Long trạng thái, 10 phần không tốt, nếu là Diệp Thần gặp lại hiểm, nó khó mà thủ hộ. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, cười nói, không sao, bằng vào ta thực lực hôm nay, đụng phải phổ thông thần vương, có thể nghịch phạt chiến thắng, đụng phải thiên đế, vậy khẳng định đánh không lại, nhưng ta có thể chạy. Diệp Thần trước mắt tu vi, là thiên nguyên cảnh 9 tầng cao giai, mặt đối thiên đế cấp bậc cường giả. Đơn dựa vào chính mình lực lượng, vậy khẳng định là đánh không lại, nhưng muốn chạy trốn, tránh né mũi nhọn, cũng không phải là việc khó gì. Huyết Long bất đắc dĩ nói, tốt a, Ngô, lại cho ta nghỉ ngơi 10 ngày qua,
ta trạng thái liền có thể khôi phục, đến lúc đó, chủ nhân, ta nhất định sẽ thủ hộ ngươi. Diệp Thần nói, được. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần liền chuẩn bị xuất phát đi sáng đạo nhai. Lần này đi sáng đạo nhai, Diệp Thần là cùng Tinh Diên kết bạn mà đi, mục tiêu là cầm tới Huyền Vũ mảnh vỡ, đưa nàng cứu sống, còn phải nghĩ biện pháp tiếp xúc đến sáng đạo nhai thánh vật, cùng thiên tổ một lần nữa thành lập câu thông. Tinh Diên mặc vào một thân màu đen che đậy bào, bao lấy toàn thân, mang theo đầu sa cùng mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, trên người nàng thi xú vị cùng cương thi xấu xí bộ dáng, đều bị che đậy kín, nhưng cặp mắt kia vẫn là như cương thi kinh dị, ánh mắt lộ ra cá mú chấm cam, ảm đạm vô thần, nàng kỳ thật đã là người chết, chỉ là bởi vì có ngày tổ nhân quả luật treo, cho nên mới có thể bảo trì ý thức. Tinh Hải Công nắm Tinh Diên tay, mang trên mặt thương cảm thống khổ chi ý, toàn thân lại tản ra nồng đậm mùi rượu, thấy rõ hắn tối hôm qua nhất định là uống rất nhiều rượu. Nữ nhi ngoan, chờ ngươi cùng luân hồi chi chủ, đi đến sáng đạo nhai, nhìn thấy ngươi mẫu thân, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ. Bây giờ ngươi thành cương thi, chỉ có mẫu thân ngươi có thể cứu ngươi. Tinh Hải Công thở dài, lại hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi muốn đoạt lấy Huyền Vũ mảnh vỡ, không có Vân Nhi hỗ trợ là không được, bất quá Vân Nhi tính tình cổ quái, ngươi đến cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể chọc giận nàng sinh khí, nàng xem ở nữ nhi phân thượng, thế nào đều sẽ giúp ngươi. Ai, lúc trước ngươi cầm Vân Nhi bảo tàng, chế tạo tuyệt mệnh hộp kiếm, ta nói muốn ngươi tướng Tinh Diên mang về, không nghĩ tới ngươi lại mang theo một cỗ thi thể. Nói đến đây, tiếng nói một trận nghẹn ngào, liền không cách nào nói thêm nữa. Tinh Diên nói, tốt, cha, đừng nói nhiều, thi thể liền thi thể, ta mặc dù bỏ mình, nhưng linh hồn còn bất diệt đâu, ta khí số chưa hết, coi như không có cái này luân hồi chi chủ hỗ trợ, ta cũng nhất định có thể sống tới. Nàng hiện tại đã là một người chết, nhưng ngữ khí hoàn toàn như trước đây cường ngạnh bất khuất. Tinh Hải Công lại hít một tiếng, đột nhiên hỏi, đúng rồi, nữ nhi ngoan, người giúp luân hồi chi chủ ngăn cản một kiếm, lưu lạc đến tận đây, người hối hận không? Tinh Diên bây giờ bỏ mình, hoàn toàn là bởi vì ngày đó thay Diệp Thần, đỡ được Thiên Nam Tu một kiếm. Nghe được Tinh Hải Công cái này tra hỏi, Tinh Diên thân thể run rẩy một chút, bình tĩnh nói, hối hận thì có ích lợi gì, sự tình đã phát sinh, vẫn là nghĩ biện pháp tốt dễ giải quyết đi. Bất quá luân hồi chi chủ đoạt ta trong sạch. Hừ hừ, chờ ta khôi phục về sau, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Diệp Thần thầm nghĩ, rõ ràng là chính ngươi thiếp qua tới tốt lắm không tốt. Bất quá trong lòng, tại Tinh Hải Công trước mặt, Diệp Thần tự nhiên cũng không tốt nói, chỉ yên lặng lắc đầu. Tinh Hải Công nói, tốt, không nói, các ngươi lên đường đi. Trở ngại thiên tổ thất giới quy củ, cha không tiện đi theo các ngươi đi, nơi này có một vò long mật thần hoàng tử, các ngươi cố gắng cầm. Sáng đạo nhai thế giới hung thú tứ ngược, cái này vỏ rượu có thể giúp các ngươi chống cự hung thú. Nói, Tinh Hải Công liền lấy ra một vỏ rượu lớn, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng hơi động, đem long mật thần hoàng tử nhận lấy, nói, đa tạ tiền bối. Tinh Hải Công nói, các ngươi đi thôi, lúc này đem sáng đạo nhai tọa độ, báo cho Diệp Thần. Cái này sáng đạo nhai tọa độ, lúc đầu Tinh Diên cũng biết. Nàng từng đang sáng tạo đạo nhai cùng mẫu thân Khương Dít Gào Vân, sinh hoạt qua một đoạn thời gian, bất quá từ khi nàng đi Nam Châu Thiên về sau, Nam Châu Thiên ngăn cách, nàng cũng liền dần dần quên đi sáng đạo nhai tọa độ chỗ. Lúc này Tinh Hải Công nói ra tọa độ, Tinh Diên mới nhớ kỹ, nàng cũng không đợi Diệp Thần, trực tiếp xé rách hư không, tiến về sáng đạo nhai. Diệp Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, khóa chặt lại Tinh Diên khí tức, miễn cho nàng lạc đường, hướng Tinh Hải Công nói cáo biệt. Tiền bối, ta đi. Liền rời đi kiếm bắc giới, cũng xé rách hư không, chạy tới sáng đạo nhai thế giới. Nương theo lấy một trận không gian năng lượng ba động, Diệp Thần tại hạ một sát, liền đi tới sáng đạo nhai thế giới bên trong. Ra hiện tại hắn trước mắt, là một cái thiên thanh thoải mái thế giới, cỏ ngọc kỳ hoa khắp nơi trên đất, mậu lâm tu trúc sinh huy, thọ hưu tiên hồ, huyền chim linh hạc, khắp nơi thấy rõ, liên miên dãy núi, yên hà tường thụy lưu quang tán màu. Ngũ sắc vân khí phô thiên doanh địa, một mảnh bầu trời nước thánh cảnh khí tượng. Cái này sáng đạo nhai thế giới, linh khí ngược lại là dồi dào. Diệp Thần âm thầm gật đầu, liền thấy Tinh Diên đang đứng ở phía trước, ngơ ngác nhìn xem phương xa một tòa núi cao. Sáng đạo nhai thế giới trung ương, là một tòa cao có ngàn trượng dốc đứng vách núi trên núi tuyên khắc lấy bốn chữ lớn, ôm kiếm luận đạo. Sơn lấy kim phấn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ.
kia vách núi chính là Sáng Đạo Nhai, là ngày xưa thiên tổ cùng đạo huyền tổ sư luận đạo địa phương, chỉ gặp Sáng Đạo Nhai chi đỉnh, đứng sừng sững lấy một tòa màu đen nhánh hình người pho tượng, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, tòa kia hình người pho tượng, đang tản ra âm trầm khí tức kinh khủng, tựa hồ là tội gì ác ô uế lại tràn ngập tà ma gì đó. Cái kia chính là Sáng Đạo Nhai thánh vật, thiên tổ năm đó ban cho đạo huyền tổ sư gì đó. Thiên Không Thú Hoàng pho tượng. Diệp Thần trong lòng run lên, Khô Kiếm Si nói qua, không không lúc nào không rất có hung danh thập vĩ thần thú, trên thực tế là Thiên Không Thú Hoàng tâm ma. Kia Thiên Không Thú Hoàng kinh dị cùng cường đại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần nếu như đem linh khí hội tụ hai mắt, tự nhiên có thể đột phá khoảng cách hạn chế, nhẹ nhõm thấy rõ ràng tòa kia đen nhánh pho tượng bộ dáng, nhưng hắn vô ý thức không có làm như thế. Bởi vì hắn dự cảm đến, nếu như mình dám nhìn thẳng pho tượng kia, rất có thể sẽ dao động đạo tâm. Mà lúc này Tinh Diên, lại ngơ ngác nhìn xem Sáng Đạo Nhai phía trên pho tượng, như nói mê lẩm bẩm nói. Thiên Không Thú Hoàng, hắn đang kêu gọi ta. Đúng rồi, hắn có thể cứu ta, Thiên Không Thú Hoàng có thể cứu ta. Nàng con ngươi lộ ra một vòng kiên quyết cùng vẻ khát vọng, như chiều thánh nhanh chân hướng về thế giới trung ương vách núi chạy mà đi. Uy, người điên rồi. Dừng lại. Diệp Thần sầm mặt lại, vội vàng đem Tinh Diên giữ chặt. Tinh Diên cả giận nói, thả ta ra. Nàng kịch liệt muốn giãy giụa, nhưng lấy nàng bây giờ bộ này trạng thái, cổ tay bị Diệp Thần bắt lấy, liền không cách nào tránh thoát. Diệp Thần nói, kia là Thiên Không Thú Hoàng pho tượng. Hắn đang kêu gọi ngươi. Tinh Diên nói, chuyện không liên quan ngươi. Diệp Thần nói, ngươi về sau muốn chết muốn sống, ta mặc kệ, nhưng hôm nay, ta nhất định phải dẫn ngươi đi gặp mẫu thân của ngươi. Nói, Diệp Thần móc ra kia nửa khối uyên ương ngọc bội, chính là Tinh Hải Công cùng Khương Dít Gào Vân năm đó tín vật đính ước, mặt khác nửa khối ngay tại Khương Dít Gào Vân trong tay. Diệp Thần dựa vào trong tay nửa khối ngọc bội, một chút cảm ứng, liền bắt được Khương Dít Gào Vân khí tức chỗ, ánh mắt của hắn nhìn về phía bắc, nói, mẫu thân ngươi ở chỗ này đúng không? Ân, nàng là Mưa Kiếm Điện thánh nữ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Mưa Kiếm Điện. Sáng Đạo Nhai có bốn thế lực lớn, chính là Sáng Đạo Cung, Thiên Hằng Giáo Phái, Mưa Kiếm Điện, Tinh Không Đảo, Tinh Diên mẫu thân Khương Dít Gào Vân, chính là Mưa Kiếm Điện thánh nữ. Lập tức, Diệp Thần liền lôi kéo Tinh Diên, hướng phía bắc Mưa Kiếm Điện phương hướng bay đi. Sáng Đạo Nhai không gian pháp tắc kiên cố, người bình thường muốn phá không mà đi, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, lấy Diệp Thần thủ đoạn, mặc dù có thể làm được, nhưng có thể sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết, cho nên hắn vẫn là thành thành thật thật ngự phong phi hành. Hắn mang theo Tinh Diên, một đường hướng Mưa Kiếm Điện bay đi, ven đường thấy, Sáng Đạo Nhai thế giới khắp nơi sơn thanh thủy tú, linh thú bôn tẩu, tường thủy khắp nơi trên đất, hắn không khỏi nhướng mày, thầm nói, Tinh Hải Công nói Sáng Đạo Nhai hung thú tứ ngược, cũng không thấy có cái gì hung tàn mãnh thú. Tinh Diên âm thanh lạnh lùng nói, hung thú muốn buổi chiều mới ra ngoài. Nàng trước kia đang Sáng Tạo Đạo Nhai thế giới ở lại qua, đối hoàn cảnh nơi này, hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Diệp Thần nói, vậy chúng ta liền đuổi tại trời tối trước, đi gặp mẫu thân ngươi. Tinh Diên hờ hững nói, không kịp, Sáng Đạo Nhai thế giới rất lớn, ngươi muốn đi Mưa Kiếm Điện, kia đến ngày mai mới có thể đuổi tới, buổi chiều cũng không thể đi đường, ta không muốn chết. Sáng Đạo Nhai thế giới, cương thổ minh mông bao la, Tinh Diên liệu định hôm nay không cách nào đến Mưa Kiếm Điện, chờ ban đêm đại lượng hung thú ẩn hiện, lại không thể lại đi đường, nếu không liền là muốn chết. Diệp Thần cười nói, ngươi đã là người chết. Tinh Diên cáu giận nói, đều là ngươi hại. Diệp Thần cười cười không có lại nói tiếp, tiếp tục đi đường, tới lúc trạng vạng tối, sắc trời dần dần đen, Diệp Thần phát hiện khoảng cách Mưa Kiếm Điện, còn có rất đường xa đồ. Tinh Diên nói không sai, Sáng Đạo Nhai thế giới cương thổ quá lớn, Diệp Thần trước lúc trời tối, căn bản đuổi không đến. Mà theo mặt trời xuống núi, lúc đầu thiên thanh khí sảng, tường thụy hào quang khắp nơi trên đất Sáng Đạo Nhai thế giới, cũng là phát sinh kinh khủng dị biến. Chỉ gặp có từng sợi màu đen sương mù, từ thế giới trung ương lan tràn tới, cấp tốc phủ kín toàn bộ Sáng Đạo Nhai thế giới, khói đen che phủ đại địa, như ác mộng kinh dị, rất nhiều kỳ lân, tiên hạc, linh hồ, tê giác, sư tử chờ linh thú, tiếp xúc đến xương đen về sau, liền tựa như chúng ta đồng dạng, từng đầu linh thú song đồng hóa thành huyết hồng, toàn thân có hắc khí bốc lên, khí tức biến đến vô cùng hung lệ, dữ tợn, tàn bạo, đủ loại bén nhọn to rõ tiếng thú gào, liên tiếp, không ngừng quanh quẩn, chấn nhân tâm phách.
Diệp Thần cảm thấy được ngoại giới dị biến, không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn nhìn xem quanh thân tràn ngập xương đen, ánh mắt liền nhìn về phía sáng đạo nhai đỉnh núi pho tượng kia, nói. Những này xương đen, là từ trên thân thiên không thú hoàng lan tràn tới. Thật tà ác khí tức, linh thú đều thành hung thú. Diệp Thần xem như minh bạch, kia thiên không thú hoàng pho tượng, liền là tà ma cùng ma lệ ô uế quỷ dị đầu nguồn, màn đêm vừa xuống, khí tức quỷ dị phát ra, sẽ để cho linh thú mất lý trí, ác đọa biến thành hung thú, toàn bộ thế giới cũng bị xương đen bao phủ, người đặt mình vào trong đó, liền cảm thấy tức ngực thở hổn hển, phi thường khó chịu. Cũng may Diệp Thần thủ đoạn cường đại, trực tiếp phóng xuất ra thiên đế kim luân, chí cao thần khí kim quang tràn ngập ra đi, đem chung quanh xương đen xua tan, mở ra một cái phương viên hơn 10 bước tịnh thổ lĩnh vực. Tại vùng tịnh thổ này trong lĩnh vực, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, đồng dạng hung thú cũng không dám tới gần. Diệp Thần mượn thiên đế kim luân thủ hộ, liền ổn định lại tâm thần, ngồi xếp bằng, bàn tay còn đang nắm tinh diên cổ tay, sợ nàng chạy. Tinh diên hừ một tiếng, lại cũng không thể tránh được, đành phải ngồi tại Diệp Thần bên người. Diệp Thần nhìn thấy nàng vải lấy cá mú chấm cam tử thi con mắt, cảm thấy có chút không đành lòng, nói ra, nếu là mẫu thân ngươi nhìn thấy ngươi bộ dáng này, nàng nhất định rất thương tâm, được rồi, ta giúp ngươi một chút, ngươi nhìn xem con mắt của ta. Tinh Diên nói, cái gì? Diệp Thần nói, nhìn ta con mắt. Tinh Diên âm thầm nói thầm, không biết Diệp Thần muốn làm gì, nhưng vẫn là theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần hai mắt. Chỉ gặp Diệp Thần hai mắt, con người bỗng nhiên hóa thành vạn hoa đồng vỡ vụn, một mảnh huyết sắc vỡ vụn phải trong mắt, lại hiện ra nhất câu trăng khuyết đồ đằng, tản mát ra vô biên mộng ảo sắc thái. Tinh Diên a một tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy vô biên mộng ảo bao phủ lại chính mình, chỉ một sát. Trên người nàng che đậy bào liền hóa thành tinh xảo màu đen quần áo, trên người nàng thi ban đều rút đi, làn da khôi phục mượt mà cùng quang trạch, đồng tử cũng lần nữa khôi phục trong suốt thanh minh, ngũ quan như phấn điêu ngọc trác, so trước kia xinh đẹp hơn một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 563.